Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 153. Trên đường, Diệp Huyên chợt hỏi, kiếm si cô nương, kiếm minh của chúng ta có bao nhiêu người? Kiếm si ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, mấy trăm. Diệp Huyên trầm giọng nói, cảnh giới thấp nhất cũng là vô biên cảnh sao? Kiếm si gật đầu, gần như là thế. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này hắn đã biết vì sao lúc trước không Di lại nói chỉ cần mình sử dụng lệnh kiếm chủ, tất cả phiền phức đều có thể giải quyết. Ở trước kiếm minh này, dị duy tộc chỉ là một đống cặn bã. Không nói đến dị duy tộc, dù là Diệp tộc cũng chẳng là gì trước kiếm minh. Trương Văn Tú chợt cất lời, kiếm si tiền bối, trong kiếm minh, kiếm chủ là người mạnh nhất sao? Kiếm si gật đầu, phải. Trương Văn Tú trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm thì kiếm chủ của các cô rất ít khi xuất hiện, đúng không? Kiếm si gật đầu, ngài ấy gần như chưa từng xuất hiện. Dứt lời, nàng nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp ngài ấy. Trương Văn Tú lại nói, cho nên thượng cổ thiên tộc này cũng không biết thực lực chân chính của kiếm chủ kiếm minh đúng không? Kiếm si gật đầu, rất ít người biết. Dù là chúng ta cũng không biết bây giờ kiếm chủ đã đạt đến trình độ nào rồi. Trương Văn Tú nhẹ giọng nói, khó trách. Lúc này, xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Diệp Huyên cau mày. Ngô Giang chợt nói, thiếu chủ, đây đều là người của kiếm minh chúng ta đến hộ giá. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau khi những kiếm tu này xuất hiện, bọn họ cũng không ra mặt mà cứ thế ẩn mình ở xung quanh. Đến lúc này, ít nhất lại đến hơn mấy chục kiếm tu cường đại. Lúc này, kiếm si nhìn về phía Bạch Y bên cạnh, thiếu chủ, điện thiên hành này không được bình thường. Bạch Y nhìn kiếm si, không nói gì. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Kiếm si lạnh lùng nói, đáng lý ra, dù điện chủ không đến ít nhất cũng phải có phó điện chủ chứ. Mà bây giờ cậu bị tấn công cũng không thấy ai bên bọn họ đến. Dứt lời. Nàng nhìn Bạch Y một lần nữa, thiếu chủ phải cẩn thận hơn. Kiếm si nói rất trực tiếp, hơn nữa còn nói ngay trước mặt Bạch Y, không nề mặt chút nào. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Bạch Y, sau đó cười nói, người mà điện thiên hành kính trọng là phụ thân ta chứ không phải ta có thể hiểu. Kiếm si lắc đầu, kiếm chủ từng nói, thấy lệnh như thấy ngài, kiếm lệnh ở trong tay thiếu chủ cũng có nghĩa thiếu chủ chính là kiếm chủ. Điện thiên hành không tôn trọng thiếu chủ chính là không tôn trọng kiếm chủ. Dứt lời, nàng nhìn về phía Bạch Y, năm đó kiếm chủ có ơn với điện thiên hành, nhưng theo ta biết, điện chủ điện thiên hành bây giờ đã không phải điện chủ năm đó, cho nên có lẽ thiếu chủ hiểu ý ta. Diệp Huyên cười khẽ, bỏ đi. Đương nhiên là hắn biết. Lần này hắn sử dụng lệnh kiếm chủ, kiếm minh có bao nhiêu người đến? Điện thiên hành có bao nhiêu người đến? Kể cả bây giờ, kiếm minh có hơn 200 người lần lượt chạy đến. Mà điện thiên hành lại chẳng có ai cả. Chẳng những thế, vì mình, kiếm minh còn thẳng thừng tuyên chiến với thượng cổ thiên tộc. Còn điện thiên hành lại không có thái độ gì. Những điều này hắn đều hiểu, rất hiểu. Nhưng hắn sẽ không so đo. Vì điện thiên hành nợ phụ thân hắn, chứ không phải nợ hắn. Nếu đối phương thừa nhận thiếu chủ là hắn thì tốt, còn không thừa nhận cũng chẳng sao. Hắn biết rõ. Người mà kiếm minh hay điện thiên hành kính trọng là phụ thân hắn. Mà Diệp Huyên hắn sẽ không xem thế lực của phụ thân thành của mình. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, kiếm si gật đầu, không nói gì nữa. Bạch Y ở bên cạnh do dự một lúc mới nói, thiếu chủ, điện thiên hành ta tuyệt đối không phản bội thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói, ta không nghĩ nhiều đâu. Bạch Y khẽ thở dài. Thật ra nàng ấy cũng hơi nghi ngờ. Vì nàng ấy đã thông báo với điện thiên hành rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không có ai chạy đến. Còn cường giả của kiếm minh thì càng ngày càng nhiều. Việc này rất không bình thường. Nhưng nàng ấy cũng không phải người quá quan trọng trong điện thiên hành, vì thế bên trên nghĩ thế nào, thật sự nàng ấy cũng không biết. Khoảng một canh giờ sau, xung quanh Diệp Huyên đã tập trung khoảng 300 kiếm tu. Yếu nhất cũng là vô biên cảnh. Không thể không nói trận thế thật sự hơi kinh khủng. Diệp Huyên cũng có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Trước giờ hắn chưa từng được đãi ngộ như thế. Cứ như hắn là hoàng đế vậy.
hắn phát hiện những kiếm tu của kiếm minh này sùng bái phụ thân một cách đáng sợ. Đặc biệt là kiếm si. Hắn có thể cảm nhận được kiếm si thật sự tôn trọng phụ thân. Cũng vì thế nên những kiếm tu này rất kính trọng hắn. Phụ thân. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, trong lòng khá ấm áp. Không thể không nói, so với Diệp Thần, mình thật sự xem như may mắn rồi. Sống trên đời rất nhiều lúc nên biết đủ. Lúc này, kiếm si trước mặt đột nhiên dừng lại, nàng ấy nhìn về phía tinh không xa xôi, hơi nhíu mày. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Kiếm si nhìn về phía tinh không, lạnh lùng nói, xem ra có người không muốn chúng ta trở về Chư Thiên Thành. Diệp Huyên nhìn về phía tinh không kia, sau đó ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lùng. Lại đến. Thượng cổ thiên tộc gì đó lại đến rồi. Lúc này, những cường giả kiếm minh xung quanh lập tức tập trung, kiếm thế bao vây lấy cả vùng tinh không, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong phòng ngự. Đối phương biết rõ nơi này có nhiều cường giả như thế vẫn dám tới chắc chắn là có chỗ dựa. Vì thế, tất cả cường giả kiếm minh đều không dám sơ suất. Một ông lão xuất hiện từ phía xa. Chính là ông lão áo bào đen bị kiếm si đuổi chạy trước đó. Mà lần này, ông ta không chỉ đến một mình. Sau lưng ông ta còn có những hư ảnh đi theo, ít nhất mấy trăm người. Ông lão áo bào đen nhìn kiếm si, cười nhạt lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có gì đó không bình thường. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, sao thế? Diệp Huyên lắc đầu, trực giác cho ta biết chuyện này không đơn giản như thế. Trương Văn Tú gật đầu, đúng thế thật. Bây giờ thượng cổ thiên tộc này đang liều mạng nhằm vào Diệp Huyên. Chỉ vì Diệp Thần đã chết sao? Diệp Huyên cảm thấy chắc chắn không đơn giản như thế. Lúc này, kiếm si đột nhiên nói, có lẽ thiếu chủ nghĩ nhiều quá thôi. Diệp Huyên nhìn kiếm si nhìn đám cường giả phía xa, sau đó nói, bọn họ nhằm vào cậu có lẽ chỉ vì thể diện thôi. Diệp Huyên nhíu mày, thể điện. Kiếm si gật đầu, thế lực hàng đầu thế này rất chú trọng thể diện, đặc biệt là những thế lực siêu cấp thế này. Lúc đầu bọn họ nhằm vào chúng ta giết người của bọn họ, còn tuyên chiến với bọn họ cảm thấy bị mất mặt. Dứt lời, nàng nhìn Diệp Huyên, vì sao kiếm minh ta lại tuyên chiến với bọn họ? Vì bọn họ nhằm vào cậu, mà chuyện có thể không cần đi tới bước này, vì mọi người có thể ngồi xuống thương lượng. Dưới tình huống thực lực hai bên ngang bằng nhau thì rất ít khi lập tức khai chiến như thế. Nhưng chúng ta không cho bọn họ cơ hội này, đương nhiên, bọn họ cũng không cho chúng ta cơ hội này. Tại sao? Là vì thể diện, bọn họ không cho người khác xúc phạm đến danh dự của mình, kiếm minh chúng ta cũng thế. Cho nên mọi người chỉ có thể chiến đấu thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Lúc đầu thượng cổ thiên tộc này nhắm vào mình thật ra là vì kiêu căng. Cảm thấy bọn họ có thể áp đảo mình và kiếm minh. Mà kiếm minh lại nóng tính. Ông đây mà chiều theo ý ngươi sao? Kiếm si chẳng những giết người của thượng cổ thiên tộc còn tuyên chiến với bọn họ. Sao thượng cổ thiên tộc có thể nhịn được? Không chỉ giết người của chúng ta còn tuyên chiến với chúng ta. Nếu bọn họ không tiếp chiến thì thế lực khác sẽ nghĩ gì? Có thể nói, sở dĩ hai bên đi tới bước này. Theo như lời của kiếm si chính là vì thể diện. Không ai chịu nhường ai. Kiếm si nhìn ông lão áo đen, ông lão áo đen vừa muốn cất lời thì kiếm si đột nhiên nói, giết. Không chừa một ai. Không chừa một ai. Kiếm si vừa dứt lời, những kiếm tu xung quanh lập tức biến thành từng tia kiếm quang xông lên. Mấy trăm kiếm tu đồng loạt ra tay là chuyện đáng sợ đến mức nào. Bạch Y ở bên cạnh nhìn kiếm si. Không thể không nói, kiếm minh này thật sự rất bá đạo. Kiếm si nói rất trực tiếp, hơn nữa còn nói ngay trước mặt Bạch Y, không nể mặt chút nào. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Bạch Y, sau đó cười nói, người mà Điện Thiên Hành kính trọng là phụ thân ta chứ không phải ta có thể hiểu. Kiếm si lắc đầu, kiếm chủ từng nói, thấy lệnh như thấy ngài, kiếm lệnh ở trong tay thiếu chủ cũng có nghĩa thiếu chủ chính là kiếm chủ. Điện Thiên Hành không tôn trọng thiếu chủ chính là không tôn trọng kiếm chủ. Dứt lời, nàng nhìn về phía Bạch Y, năm đó kiếm chủ có ơn với Điện Thiên Hành, nhưng theo ta biết, điện chủ Điện Thiên Hành bây giờ đã không phải điện chủ năm đó, cho nên có lẽ thiếu chủ hiểu ý ta. Diệp Huyên cười khẽ, bỏ đi. Đương nhiên là hắn biết,
Lần này hắn sử dụng lệnh kiếm chủ, kiếm minh có bao nhiêu người đến? Điện thiên hành có bao nhiêu người đến? Kể cả bây giờ, kiếm minh có hơn 200 người lần lượt chạy đến. Mà điện thiên hành lại chẳng có ai cả. Chẳng những thế, vì mình, kiếm minh còn thẳng thừng tuyên chiến với thượng cổ thiên tộc. Còn điện thiên hành lại không có thái độ gì. Những điều này hắn đều hiểu, rất hiểu. Nhưng hắn sẽ không so đo. Vì điện thiên hành nợ phụ thân hắn, chứ không phải nợ hắn. Nếu đối phương thừa nhận thiếu chủ là hắn thì tốt, còn không thừa nhận cũng chẳng sao. Hắn biết rõ, người mà kiếm minh hay điện thiên hành kính trọng là phụ thân hắn. Mà Diệp Huyên hắn sẽ không xem thế lực của phụ thân thành của mình. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, kiếm si gật đầu, không nói gì nữa. Bạch Hy ở bên cạnh do dự một lúc mới nói, thiếu chủ, điện thiên hành ta tuyệt đối không phản bội thiếu chủ. Diệp Huyên cười nói, ta không nghĩ nhiều đâu. Bạch Hy khẽ thở dài. Thật ra nàng ấy cũng hơi nghi ngờ. Vì nàng ấy đã thông báo với điện thiên hành rồi, nhưng đến bây giờ vẫn không có ai chạy đến. Còn cường giả của kiếm minh thì càng ngày càng nhiều. Việc này rất không bình thường. Nhưng nàng ấy cũng không phải người quá quan trọng trong điện thiên hành, vì thế bên trên nghĩ thế nào, thật sự nàng ấy cũng không biết. Khoảng một canh giờ sau, xung quanh Diệp Huyên đã tập trung khoảng 300 kiếm tu. Yếu nhất cũng là vô biên cảnh. Không thể không nói trận thế thật sự hơi kinh khủng. Diệp Huyên cũng có cảm giác vừa mừng vừa sợ. Trước giờ hắn chưa từng được đãi ngộ như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cứ như hắn là hoàng đế vậy. Hắn phát hiện những kiếm tu của kiếm minh này sùng bái phụ thân một cách đáng sợ. Đặc biệt là kiếm si. Hắn có thể cảm nhận được kiếm si thật sự tôn trọng phụ thân. Cũng vì thế nên những kiếm tu này rất kính trọng hắn. Phụ thân. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, trong lòng khá ấm áp. Không thể không nói, so với Diệp Thần, mình thật sự xem như may mắn rồi. Sống trên đời rất nhiều lúc nên biết đủ. Lúc này, kiếm si trước mặt đột nhiên dừng lại, nàng ấy nhìn về phía tinh không xa xôi, hơi nhíu mày. Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Kiếm si nhìn về phía tinh không, lạnh lùng nói, xem ra có người không muốn chúng ta trở về Chư Thiên Thành. Diệp Huyên nhìn về phía tinh không kia, sau đó ánh mắt của hắn dần trở nên lạnh lùng. Lại đến. Thượng cổ thiên tộc gì đó lại đến rồi. Lúc này, những cường giả kiếm minh xung quanh lập tức tập trung, kiếm thế bao vây lấy cả vùng tinh không, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong phòng ngự. Đối phương biết rõ nơi này có nhiều cường giả như thế vẫn dám tới chắc chắn là có chỗ dựa. Vì thế, tất cả cường giả kiếm minh đều không dám sơ suất. Một ông lão xuất hiện từ phía xa. Chính là ông lão áo bào đen bị kiếm si đuổi chạy trước đó. Mà lần này, ông ta không chỉ đến một mình. Sau lưng ông ta còn có những hư ảnh đi theo, ít nhất mấy trăm người. Ông lão áo bào đen nhìn kiếm si, cười nhạt lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có gì đó không bình thường. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, sao thế? Diệp Huyên lắc đầu, trực giác cho ta biết chuyện này không đơn giản như thế. Trương Văn Tú gật đầu, đúng thế thật. Bây giờ thượng cổ thiên tộc này đang liều mạng nhằm vào Diệp Huyên. Chỉ vì Diệp Thần đã chết sao? Diệp Huyên cảm thấy chắc chắn chuyện này không đơn giản như thế. Lúc này, kiếm si đột nhiên nói, có lẽ thiếu chủ nghĩ nhiều quá thôi. Diệp Huyên nhìn kiếm si nhìn đám cường giả phía xa. Sau đó nói, bọn họ nhằm vào cậu có lẽ chỉ vì thể diện thôi. Diệp Huyên nhíu mày, thể diện. Kiếm si gật đầu, thế lực hàng đầu thế này rất chú trọng thể diện, đặc biệt là những thế lực siêu cấp thế này. Lúc đầu bọn họ nhằm vào chúng ta giết người của bọn họ, còn tuyên chiến với bọn họ cảm thấy bị mất mặt. Dứt lời, nàng nhìn Diệp Huyên, vì sao kiếm minh ta lại tuyên chiến với bọn họ? Vì bọn họ nhằm vào cậu. Mà chuyện có thể không cần đi tới bước này, vì mọi người có thể ngồi xuống thương lượng, dưới tình huống thực lực hai bên ngang bằng nhau thì rất ít khi lập tức khai chiến như thế. Nhưng chúng ta không cho bọn họ cơ hội này, đương nhiên, bọn họ cũng không cho chúng ta cơ hội này. Tại sao? Là vì thể diện, bọn họ không cho người khác xúc phạm đến danh dự của mình,
kiếm minh chúng ta cũng thế. Cho nên mọi người chỉ có thể chiến đấu thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu. Lúc đầu thượng cổ thiên tộc này nhắm vào mình thật ra là vì kiêu căng, cảm thấy bọn họ có thể áp đảo mình và kiếm minh. Mà kiếm minh lại nóng tính. Ông đây mà chiều theo ý ngươi sao? Kiếm si chẳng những giết người của thượng cổ thiên tộc còn tuyên chiến với bọn họ. Sao thượng cổ thiên tộc có thể nhịn được? Không chỉ giết người của chúng ta còn tuyên chiến với chúng ta. Nếu bọn họ không tiếp chiến thì thế lực khác sẽ nghĩ gì? Có thể nói, sở dĩ hai bên đi tới bước này, theo như lời của kiếm si chính là vì thể diện. Không ai chịu nhường ai. Kiếm si nhìn ông lão áo đen, vừa muốn cất lời thì kiếm si đột nhiên nói, giết. Không chừa một ai. Không chừa một ai, kiếm si vừa dứt lời, những kiếm tu xung quanh lập tức biến thành từng tia kiếm quang xông lên. Mấy trăm kiếm tu đồng loạt ra tay là chuyện đáng sợ đến mức nào. Bạch Y ở bên cạnh nhìn kiếm si, không thể không nói, kiếm minh này thật sự rất bá đạo. Mạnh. Không thể không nói, Diệp Huyên cũng cảm thấy kiếm minh này không phải mạnh bình thường. Không hề nhiều lời, ngươi dám động đến ta, ta sẽ giết chết ngươi. Hắn hơi thích kiếm minh này rồi. Sau khi nói xong, kiếm tuyệt lập tức biến mất ở cuối tinh không. Rõ ràng là ông muốn đến thượng cổ thiên giới đánh nhau rồi. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, ông ấy có thể gặp nguy hiểm không? Kiếm si nhìn tia kiếm quang ở cuối tinh không, sau đó nói, chết thì chôn. Diệp Huyên. Kiếm si nhìn đám người Bích Tiêu ở phía xa, sau đó nói, chúng ta trở về Chư Thiên Thành trước đã. Dứt lời, mọi người bảo vệ Diệp Huyên rời đi. Mà đám người Bích Tiêu cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Vì bọn họ cũng sợ, sợ kiếm minh xuất hiện cường giả khác. Thật ra bọn họ cũng không hiểu rõ thực lực tổng thể của kiếm minh lắm, rốt cuộc kiếm minh này có bao nhiêu kiếm tu đăng thiên cảnh, bọn họ cũng không biết. Vì bình thường, gần như những kiếm tu này đều không ở kiếm minh. Lúc này, ông lão áo đen chợt cất lời, ta trở về thượng cổ thiên giới một chuyến, Bích Tiêu, người bảo cung chủ của các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong. Ông ta dẫn theo cường giả của thượng cổ thiên tộc xoay người rời đi. Bích Tiêu nhìn về phía xa, sau đó cũng dẫn đám người của thần cung rời đi. Trong thông đạo không gian, mấy người kiếm si hộ tống ba người Diệp Huyên nhanh chóng di chuyển trong tinh không. Thật ra người mạnh nhất trong bọn họ là Diệp Huyên, nhưng bây giờ bọn họ không muốn Diệp Huyên để lộ thực lực của mình. Mà dù là thần cung hay thượng cổ thiên tộc cũng đều không chú ý đến hắn. Lúc đầu thượng cổ thiên tộc muốn giết Diệp Huyên, nhưng sau đó kiếm minh đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của bọn họ rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều đã quên mất Diệp Huyên. Mà đây cũng là mong muốn của hắn. Bây giờ hắn không muốn để lộ thực lực của mình quá sớm. Bây giờ hắn chỉ muốn khiêm tốn, giả vờ khiêm tốn. Khoảng một canh giờ sau, trước mặt mấy người kiếm si có một tia sáng trắng xuất hiện, sau đó, mọi người xuất hiện trước một tòa thành cổ. Chư Thiên Thành. Diệp Huyên nhìn tòa thành cổ trước mặt, không thể không nói, tòa thành này thật sự rất khí thế. Tường thành dài gần trăm trượng, đứng trước tường thành, chợt có cảm giác mình thật nhỏ bé. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt mọi người, ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó hành lễ, Lý Tinh bái kiến thiếu chủ. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tiền bối không cần đa lễ. Lý Tinh quan sát Diệp Huyên một lúc, thầm thấy giật mình. Hắn ta không hề cảm nhận được thực lực của Diệp Huyên. Lúc này, kiếm si cất lời, sắp xếp xong rồi chứ? Lý Tinh gật đầu, đã sắp xếp xong, mời thiếu chủ theo ta. Kiếm si gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta đi thôi. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, mọi người đi vào trong thành, mà lúc này, kiếm si đột nhiên nhìn về phía Bạch Y, người của Điện Thiên Hành đâu? Sắc mặt của Bạch Y lập tức trở nên hơi khó coi. Vì Điện Thiên Hành không phái người đến. Lúc này, Diệp Huyên cười nói, Bạch Y cô nương, cô dẫn người của Điện Thiên Hành về trước đi. Còn nữa, thay ta chuyển lời với Điện Chủ Điện Thiên Hành, nói là Diệp Huyên ta đa tạ bà lần này đã phái người đến Vĩnh Sinh Giới giúp đỡ. Bạch Y hơi do dự, sau đó gật đầu, thiếu chủ, ta về Điện phục mệnh trước, người bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, bảo trọng.
Bạch Y hành lễ, sau đó dẫn người của Điện Thiên Hành rời đi. Kiếm Si nhìn mấy người họ, cất lời, Điện Thiên Hành thay đổi rồi. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, Kiếm Si tiền bối, có thể kể lại chuyện của Điện Thiên Hành và kiếm chủ của mọi người không? Diệp Huyên nhìn về phía Kiếm Si, hắn cũng rất tò mò. Kiếm Si nói, năm đó Điện Thiên Hành suýt bị tiêu diệt, là kiếm chủ ra tay cứu bọn họ, mà khi đó điện chủ của Điện Thiên Hành cũng cam kết với kiếm chủ rằng sẽ mãi mãi phục tùng kiếm chủ. Trương Văn Tú nhíu mày, mãi mãi phục tùng. Kiếm Si gật đầu, đúng là nói như thế. Trương Văn Tú nhẹ giọng nói, mà bây giờ, điện chủ Điện Thiên Hành đã không phải là điện chủ năm đó rồi. Đúng không? Kiếm Si gật đầu. Trương Văn Tú nhìn về phía Kiếm Si tiền bối, vậy vì sao mọi người vẫn tôn kính kiếm chủ? Kiếm Si đáp khẽ, kiếm chủ là tín ngưỡng của chúng ta. Tín ngưỡng? Trương Văn Tú nhìn Kiếm Si, trong lòng hơi khiếp sợ. Những kiếm tu này của Kiếm Minh xem người đàn ông áo xanh như tín ngưỡng. Diệp Huyên cũng rất kinh ngạc, rõ ràng uy danh của phụ thân trong lòng những người này rất cao. Những người này kính trọng phụ thân từ xương tủy. Kiếm Si đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cậu thấy Điện Thiên Hành thế nào? Diệp Huyên cười nói, tùy bọn họ, người bọn họ kính trọng là phụ thân của ta, nếu bây giờ bọn họ không kính trọng phụ thân nữa thì đó cũng là chuyện của bọn họ và phụ thân. Ta không có tư cách ép bọn họ chấp nhận mình, kể cả Kiếm Minh cũng thế, nếu mọi người không chấp nhận ta cũng chẳng sao cả. Kiếm Si nhìn Diệp Huyên, tư tưởng của cậu rất tốt, nhưng ta muốn sửa lại một chút. Kiếm Minh có thể có ngày hôm nay là nhờ phụ thân của cậu. Kiếm Minh là của ngài ấy. Không có ngài ấy, cũng không có chúng ta. Cho nên, nếu ngài ấy đưa lệnh kiếm chủ cho cậu thì chúng ta phải thừa nhận cậu. Ai động vào cậu, chúng ta sẽ giết người đó, cho dù đối đầu với cả vũ trụ. Diệp Huyên. Trương Văn Tú ở bên cạnh chợt hỏi, Kiếm Si cô nương, ngoài Kiếm Minh và Điện Thiên Hành, tiền bối áo xanh còn có thế lực khác không? Kiếm Si gật đầu, có. Trương Văn Tú ngây người, sau đó vội hỏi, thế lực gì? Kiếm Si nhẹ giọng nói, ta biết được hai thế lực, một là Thần Miếu, đây là một đám nhà tu khổ hạnh, bọn họ đi khắp chư thiên, rất ít gặp nhau. Còn một thế lực nữa là Điện U Linh, bọn họ còn thần bí hơn cả Thần Miếu, vì bọn họ không phải nhân tộc. Diệp Huyên trầm giọng nói, Điện U Linh. Kiếm Si gật đầu, trước đây ta từng gặp một người trong bọn họ, cũng không phải nhân tộc, vô cùng quỷ dị thần bí, mà hình như bọn họ không thân thiện với nhân loại lắm. Vì ta cảm nhận được địch ý của bọn họ. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, có thể liên lạc với bọn họ không? Kiếm Si lắc đầu, không liên lạc được, chỉ mỗi kiếm chủ biết thôi. Dứt lời, nàng nhìn về phía Diệp Huyên, nếu cậu sử dụng lệnh kiếm chủ ở Chư Thiên Thành một lần nữa, có lẽ có thể liên lạc với bọn họ. Vì vĩnh sinh giới thật sự cách nơi này quá xa, cậu sử dụng lệnh kiếm chủ, một vài cường giả ở xa không thể nào cảm nhận được. Trương Văn Tú cười nói cách khác, nếu hắn sử dụng lệnh kiếm chủ ở nơi này thì vẫn có thể triệu tập nhiều cường giả hơn đúng không? Kiếm Si gật đầu, nhưng ta không khuyến khích thiếu chủ sử dụng lệnh kiếm chủ một lần nữa. Trương Văn Tú hơi khó hiểu, tại sao? Kiếm Si nhìn Diệp Huyên, thiếu chủ muốn sử dụng lệnh kiếm chủ một lần nữa sao? Diệp Huyên lắc đầu. Kiếm Si định nói tiếp thì Diệp Huyên lên tiếng, người những thế lực kia kính trọng là phụ thân. Nếu ta sử dụng lệnh kiếm chủ ra lệnh cho bọn họ cũng không tốt lắm. Đương nhiên nếu như cần thiết, ta sẽ lại sử dụng. Kiếm Si gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyên nhìn Kiếm Si tiền bối, ngoài Điện U Linh và Thần Miếu, phụ thân còn có thế lực nào khác không? Kiếm Si đáp, Ngân Hà Tông, nhưng tông môn này cách chúng ta rất xa. Ngoài ra còn có một vài thế lực khác, nhưng ta không rõ lắm. Nói đến đây. Nàng im lặng một lát rồi mới tiếp tục, kiếm chủ đi trước chúng ta, còn cách chúng ta vô cùng xa, chúng ta hoàn toàn không biết ngài ấy đã đi đến đâu, càng không biết ngài ấy đã đạt tới trình độ nào, ta cũng không hiểu rõ về ngài ấy. Kiếm Si nói không sai, Kiếm Minh hoàn toàn không hiểu rõ người đàn ông áo xanh. Vì y rất ít khi đến Kiếm Minh. Nguyên nhân chính khiến Kiếm Minh kính trọng người đàn ông áo xanh như thần là vì phương pháp tu luyện kiếm đạo của Kiếm Minh bây giờ là do người đàn ông áo xanh để lại. Hơn nữa trong Kiếm Minh còn có ý chí kiếm đạo người đàn ông áo xanh để lại.
Mà ý chí kiếm đạo này chính là phương hướng tu luyện của kiếm tu kiếm minh. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi vào trong thành. Đường phố vắng tanh, không có một bóng người. Nhưng xung quanh có rất nhiều hơi thở mờ mịt. Diệp Huyên nhìn một vòng, sau đó hỏi, Chư Thiên Phủ có thái độ thế nào? Lý Tinh ở bên cạnh đáp, bây giờ vẫn không rõ thái độ của Chư Thiên Phủ. Nhưng kiếm chủ là phó thành chủ của Chư Thiên Phủ, có lẽ Chư Thiên Phủ sẽ không đứng về phía thượng cổ thiên tộc và thần cung đâu. Diệp Huyên lắc đầu, chưa chắc. Lý Tinh nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, năm đó dù phụ thân để lại một ít thiện nhân, nhưng đã lâu người không đến nơi này, những thiện nhân này chưa chắc sẽ kết thành thiện quả. Tốt nhất mọi người nên đề phòng một chút, vì thượng cổ thiên tộc có thể khiến thần cung đứng về phía mình nhanh như thế, chắc chắn sẽ có điều kiện hấp dẫn gì đó. Lý Tinh gật đầu, ta hiểu rồi. Kiếm Si cũng nói, thiếu chủ nói rất đúng, phải đề phòng Chư Thiên Phủ. Tránh sau này chúng ta bị đánh đến mức trở tay không kịp. Diệp Huyên chợt nói, bây giờ chúng ta phải trở về kiếm minh sao? Lý Tinh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn về phía xa, bây giờ người của kiếm minh đang ra tay với thần cung à? Lý Tinh đáp, người của chúng ta đang giết cao thủ của thần cung, nhưng không cần thiếu chủ bận tâm đến chuyện này, thiếu chủ trở về kiếm minh trước, nơi đó có kiếm trận, sẽ an toàn hơn. Diệp Huyên lại lắc đầu, đi thẳng đến thần cung. Lý Tinh ngạc nhiên nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, tất cả mọi người đi thẳng đến thần cung. Lý Tinh thoáng do dự, sau đó nhìn về phía Kiếm Si, Kiếm Si cũng nhìn Diệp Huyên, tình hình bây giờ vẫn chưa rõ ràng, chúng ta không biết ngoài thượng cổ thiên tộc và thần cung thì còn thế lực khác tham dự vào không, cho nên cậu trở về kiếm minh là an toàn nhất. Diệp Huyên cười nói, ta biết người lo lắng, nhưng ta có một ý tưởng. Kiếm Si nói, cậu nói đi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, thần cung đã đứng về phía thượng cổ thiên tộc, điều này chúng ta đã chắc chắn rồi, mà những thế lực còn lại, ví dụ như Chư Thiên Phủ, thậm chí còn có Điện Thiên Hành và sáu gia tộc lớn gì kia, bây giờ những thế lực này đều đang quan sát, vẫn chưa chọn sẽ đứng về phía ai. Nếu lúc này chúng ta nhanh chóng tấn công thần cung, chắc chắn sẽ khiến những thế lực đang dao động này phải kiêng dè, thậm chí đánh tan suy nghĩ đối đầu với chúng ta của bọn họ. Quan trọng nhất là ta cảm thấy bây giờ là cơ hội tốt nhất để đánh bại thần cung. Vì chắc chắn thần cung không ngờ rằng chúng ta sẽ quyết đoán như thế. Lý Tinh trầm giọng nói, muốn nhanh chóng tiêu diệt thần cung, e rằng sẽ khó. Diệp Huyên cười nói, đây không phải trọng điểm là chúng ta có suy nghĩ tiêu diệt bọn họ, hơn nữa chúng ta vẫn đang làm như vậy. Chúng ta là muốn cho mọi người biết, ai dám động vào chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ đó. Dứt lời, hắn nhìn về phía Kiếm Si, truyền lệnh cho tất cả kiếm tu của kiếm minh lập tức đến thần cung, thấy cường giả của thần cung thì giết ngay. Còn nữa, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta và thần cung không chết không thôi, không phải bọn họ chết thì chính là kiếm minh chúng ta chết. Mọi người, không chết không thôi. Không thế không nói, lúc này mấy người Lý Tinh đều hơi khiếp sợ. Tuyên chiến khác với không chết không thôi. Không chết không thôi có nghĩa là hoàn toàn không có cơ hội giảng hòa. Hai bên huyết chiến. Liều mạng. Lý Tinh thoáng do dự, hắn ta nhìn về phía Kiếm Si. Nét mặt Kiếm Si không chút cảm xúc, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người của kiếm minh đều nghe theo lệnh thiếu chủ, kể cả ta, hắn nói cái gì chính là cái đó, không cần nhìn ta, đã hiểu chưa? Lý Tinh sửng sốt, sau đó vội nói, hiểu rồi ạ. Dứt lời. Hắn ta mở lòng bàn tay, một tia kiếm quang bay lên cao. Một khắc sau, trong thành có những tia kiếm quang bay lên trời, sau đó lao về phía thần cung. Kiếm Huyên lên tiếng, chúng ta đi tới thần cung đi. Kiếm Si gật đầu, ta dẫn đường. Dứt lời, nàng liền ngự kiếm đi. Mấy người Diệp Huyên cũng ngự kiếm đi thẳng về phía thần cung. Không chết không thôi. Khi kiếm minh tuyên bố không chết không thôi với thần cung, không thể không nói tất cả các thế lực ở Chư Thiên Thành đều ngơ ngác. Kiếm minh từng có xung đột với thần cung, nhưng chỉ là những mâu thuẫn nhỏ thôi, chưa từng thật sự lưới rách cá chết. Lúc này, kiếm minh lại tuyên bố không chết không thôi với thần cung. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, dù là kiếm minh hay thần cung cũng đều là thế lực hàng đầu thế này muốn không chết không thôi cũng đồng nghĩa với việc ngọc đá cũng vỡ rồi.
Điện Thiên Hành. Bạch Y đứng trong đại điện, một cô gái ngồi trước mặt nàng ấy, cô gái mặc váy dài màu đen, tóc xõa ngang vai, giữa lông mày mang theo khí khái anh hùng. Kiều Ngữ. Điện chủ đương nhiệm của Điện Thiên Hành. Lúc này, Kiều Ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Y, người cảm thấy thiếu chủ kia thế nào? Bạch Y thoáng do dự, sau đó đáp, không biết điện chủ muốn nói về phương diện nào. Kiều Ngữ nói, tất cả. Bạch Y lắc đầu, tiếp xúc quá ít, không nhìn ra. Kiều Ngữ cười khẽ, lui xuống đi. Bạch Y gật đầu lui xuống. Nàng ấy không nói gì, vì nàng ấy không có tư cách. Sau khi Bạch Y đi, một bà lão đột nhiên xuất hiện trong điện. Bà lão nhìn Kiều Ngữ, điện chủ, đáng lý điện chủ nên đích thân đi nghênh đón thiếu chủ. Kiều Ngữ đột nhiên đứng dậy, nàng ta đi ra cửa đại điện, sau đó nhìn về phía chân trời, cười nói, Lâm ma ma, ta đi nghênh đón thiếu chủ, đón hắn tới Điện Thiên Hành, sau đó phải phục tùng hắn sao? Lâm ma ma trầm giọng nói, năm đó điện chủ từng nói với kiếm chủ kia là Điện Thiên Hành mãi mãi phục tùng kiếm chủ. Nụ cười trên mặt Kiều Ngữ dần biến mất, nhưng hắn không phải kiếm chủ. Lâm ma ma nhìn nàng ta, hắn có lệnh kiếm chủ, thấy lệnh chính là thấy kiếm chủ, hơn nữa, hắn còn mang dòng máu của kiếm chủ. Kiều Ngữ xoay người nhìn về phía Lâm ma ma, Điện Thiên Hành phát triển được như bây giờ cũng không dễ dàng gì, cứ phục tùng người khác như thế, không chỉ ta không cam lòng mà rất nhiều trưởng lão trong điện cũng không cam lòng. Lâm ma ma khẽ thở dài, nhà đầu, người muốn thất hứa sao? Kiều Ngữ cười nói, phải. Rất thẳng thắn. Lâm ma ma lại thở dài một lần nữa, nhà đầu, năm đó điện chủ thần phục kiếm chủ áo xanh không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa, kiếm chủ áo xanh còn có ơn với Điện Thiên Hành chúng ta. Kiều Ngữ ngắt lời bà ta, ta phái người đi cứu nhi tử của ông ta đã xem như trả ơn rồi. Lâm ma ma nhìn Kiều Ngữ, không nói gì. Kiều Ngữ lại nói, Lâm ma ma, Điện Thiên Hành phát triển đến nay, có quy mô như bây giờ là do vô số tiền bối của Điện Thiên Hành cố gắng, không phải là người khác cho. Hơn nữa, trong điện không ai đồng ý phục tùng một tên danh 20 mấy tuổi cả. Lâm ma ma tiếp tục thở dài, nhà đầu, kiếm chủ áo xanh kia không phải người bình thường, hơn nữa là năm đó chúng ta hứa với y, bằng lòng xem là chủ. Hôm nay, có người sử dụng lệnh kiếm chủ, mà chúng ta lại không tôn trọng, đây là vẻ phạm lời thề của các tiền bối năm đó. Kiều Ngữ nhìn Lâm ma ma, các tiền bối là các tiền bối, chúng ta là chúng ta. Lâm ma ma lắc đầu, nhà đầu, ta chỉ hỏi một câu, là Điện Thiên Hành bây giờ mạnh, hay Điện Thiên Hành năm đó mạnh? Kiều Ngữ im lặng. Vì là Điện Thiên Hành năm đó mạnh. Năm đó Điện Thiên Hành có 10 mấy cường giả đăng thiên cảnh, hơn nữa, điện chủ đương thời còn là cường giả trên đăng thiên. Mà bây giờ, trong Điện Thiên Hành chỉ có 4 cường giả đăng thiên cảnh. Lúc này, Lâm ma ma lại nói, nhà đầu, năm đó Điện Thiên Hành ta lớn mạnh như thế nhưng vẫn chọn phục tùng kiếm chủ áo xanh kia, hầy, bây giờ người là điện chủ của Điện Thiên Hành, mọi chuyện trong Điện Thiên Hành đều do người làm chủ, người tự quyết định đi. Dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Lúc này, Kiều Ngữ đột nhiên nói, Lâm ma ma có biết không, thượng cổ thiên tộc của thượng cổ thiên giới đã tuyên chiến kiếm minh rồi, mà mục tiêu của bọn họ chính là giết chết thiếu chủ này. Lâm ma ma dừng bước, bà ta nhìn về phía Kiều Ngữ lại nói, thần cung đã đứng về phía bọn họ. Lâm ma ma hít mắt, người cũng muốn gia nhập sao? Kiều Ngữ hơi nhếch môi, nàng ta mở lòng bàn tay, một quyển trục bay về phía Lâm ma ma, đây là điều kiện bọn họ đưa ra. Lâm ma ma mở ra xem, một khắc sau, bà ta chợt trợn mắt. Nếu Điện Thiên Hành đồng ý giúp đỡ thượng cổ thiên tộc sẽ lập tức có được một dòng suối nguồn vĩnh sinh, hơn nữa còn là suối nguồn vĩnh sinh cấp linh. Phải biết rằng, bây giờ trong cả chư thiên thành chỉ có một suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh thôi, hơn nữa suối nguồn này còn là của chung. Suối nguồn vĩnh sinh cấp linh. Lâm ma ma im lặng. Bà ta biết ý nghĩa của một suối nguồn vĩnh sinh cấp linh, có nghĩa là Điện Thiên Hành có thể đào tạo được nhiều cường giả siêu cấp hơn. Chẳng những thế còn có thể kêu gọi một vài cường giả tán tu cao cấp nữa. Một suối nguồn vĩnh sinh cấp linh đủ khiến thực lực tổng thể của Điện Thiên Hành đạt tới một tầm cao mới. Lâm ma ma nhìn về phía Kiều Ngữ, người động lòng sao?
Kiều Ngữ gật đầu. Lâm Ma Ma nhìn chằm chằm nàng ta, cũng đã quyết định rồi. Kiều Ngữ gật đầu một lần nữa. Nghe vậy, Lâm Ma Ma khẽ lắc đầu, nhà đầu, người biết mình đang làm gì không? Kiều Ngữ khẽ mỉm cười, Lâm Ma Ma, đương nhiên ta biết rồi. Hành động của ta sẽ biến thiện nhân của các tiền bối trở thành ác nhân. Chẳng những thế, hành động này còn vô cùng mạo hiểm, có thể điện thiên hành không thể quay đầu. Dù sao thực lực của kiếm chủ áo xanh kia vẫn là một ẩn số, không một ai biết sốt cuộc y mạnh đến mức nào. Lâm Ma Ma trầm giọng nói, nhưng ngươi vẫn quyết định mạo hiểm. Kiều Ngữ gật đầu, ta không thể không mạo hiểm, vì thần cung đã quyết định liên thủ với thượng cổ thiên tộc, không chỉ có thần cung, bọn họ còn từng trao đổi với chư thiên phủ. Nếu chúng ta không tham gia, trăm năm sau, điện thiên hành chúng ta sẽ bị bọn họ bỏ lại phía sau. Hơn nữa, mục đích của thượng cổ thiên tộc lần này không chỉ là mỗi Diệp Huyên kia. Lâm Ma Ma lắc đầu, ta không có hứng thú muốn biết mục đích của bọn họ, nhà đầu, ta chỉ muốn cho người biết, bất cứ một quyết định nào của người cũng đều có thể khiến điện thiên hành không thể quay đầu. Còn nữa, ta cho người một lời khuyên, dù ta biết người sẽ không nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Đó là người có thể không nhận hắn làm chủ, nhưng đừng theo người khác chống lại hắn. Ta đã nói hết lời rồi, người tự suy xét. Nói xong, bà ta xoay người rời khỏi đại điện. Kiều Ngữ trong điện lắc đầu cười khẽ cổ hủ ngoan cố. Dứt lời, nàng ta nhìn lên chân trời ngoài điện, nhẹ giọng nói, một lời hứa đã vây khốn điện thiên hành ta biết bao năm, cũng không biết năm đó vị điện chủ kia nghĩ gì nữa. Phủ thành chủ. Một người đàn ông trẻ tuổi xuyên qua vườn hoa, đi tới một tiểu viện phía sau phủ thành chủ. Trong tiểu viện có một ông lão mặc áo vải đang nằm trên ghế tắm nắng, còn nhẹ nhàng đung đưa. Tay phải ông lão cầm một bình trà nhỏ. Người đàn ông trẻ tuổi đi tới bên cạnh ông lão, cúi người chào, ra ra. Ông lão không mở mắt ra, lão đổ một ngụm trà vào miệng, sau đó hỏi, đi gặp thiếu chủ kia chưa? Người đàn ông lắc đầu, tạm thời thì chưa. Ông lão gật nhẹ đầu, không nói gì nữa. Người đàn ông trẻ tuổi thoáng do dự, sau đó nói, ra ra, thượng cổ thiên tộc đưa ra điều kiện phong phú. Chỉ cần chúng ta giúp bọn họ giữ chân kiếm minh, chúng ta sẽ có thể có hai dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp linh. Ông lão gật đầu, bình tĩnh hỏi, cháu nghĩ sao? Người đàn ông im lặng. Ông lão nhìn hắn ta, động lòng à? Người đàn ông gật đầu. Ông lão nhìn người đàn ông trẻ tuổi, nếu động lòng thì hành động đi. Người đàn ông sửng sốt. Ông lão tiếp tục uống trà. Người đàn ông trẻ tuổi do dự một lúc lâu mới nói, cháu cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Hơn nữa theo cháu biết, kiếm chủ áo xanh kia còn là phó thành chủ của chư thiên thành ta. Ông lão khẽ thở dài, lão đặt bình trà qua một bên, sau đó nói, tiểu tử, ra ra rất vui vì cháu vẫn chưa bị lợi ích che mắt. Nếu cháu lập tức đồng ý với thượng cổ thiên tộc, thì ra ra chỉ có thể phế truất cháu, đuổi cháu ra khỏi lâm gia của ta. Nghe vậy, người đàn ông giật mình. Lập tức đi tới sau lưng đấm lưng cho ông lão, xin ra ra chỉ giáo. Ông lão nhìn lên chân trời, nhẹ giọng nói, năm đó khi tầm tuổi cháu, ta may mắn được gặp kiếm chủ áo xanh kia một lần, mà lúc đó, cháu có biết thái ra ra của cháu cư xử với y thế nào không? Người đàn ông trẻ tuổi lắc đầu. Ông lão nói tiếp, cháu không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ nhún nhường của thái ra ra cháu khi đối mặt với y đâu, ta chưa từng thấy ông ấy nhún nhường ai như thế. Hơn nữa, cháu có biết vì sao y lại trở thành phó thành chủ không? Nói đến đây, trong mắt lão lóe lên vẻ phức tạp, là thái gia gia của cháu quỳ xuống cầu xin y làm. Nghe vậy, người đàn ông trẻ tuổi lập tức đứng hình. Ông lão lại nói, mà cho dù thế thì y cũng không muốn làm, cuối cùng thái gia gia của cháu khổ sở cầu xin, y mới đồng ý mang danh đó. Mà lúc đó y còn có một yêu cầu, đó là nếu sau này có người cầm lệnh kiếm chủ đến đây. Hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ. Cháu có biết thái gia gia của cháu đã trả lời thế nào không? Người đàn ông lắc đầu. Ông lão nhẹ giọng nói, thái gia gia của cháu trả lời là, nếu có người cầm lệnh kiếm chủ đến, chư thiên phủ ta sẽ báo đáp toàn lực. Báo đáp toàn lực. Người đàn ông trẻ tuổi không nói gì. Ông lão lại nói, năm đó thái gia gia của cháu đã có cảnh giới trên đăng thiên cảnh rồi. Nghe vậy. Con người của người đàn ông hơi co lại.
Ông lão chậm rãi nhắm mắt lại, biết bao năm trôi qua, ta vốn tưởng lệnh kiếm chủ này sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện, chẳng những xuất hiện, mà còn là nhi tử của kiếm chủ áo xanh kia. Dứt lời, lão uống cạn nước trà trong bình, cơ hội của chúng ta đến rồi. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả cường giả của Chư Thiên Phủ lập tức trở về, trong vòng một ngày không về kịp thì vĩnh viễn đuổi khỏi Chư Thiên Phủ. Còn nữa, tất cả các trưởng lão đang bế quan cũng phải xuất quan cho lão tử. Ngoài ra, cháu lập tức thông báo với thượng cổ thiên tộc, nói là Chư Thiên Phủ ta đồng ý giúp đỡ bọn họ. Nghe vậy, người đàn ông sửng sốt, ra ra. Ông lão liếc người đàn ông, ngốc gà. Chúng ta đồng ý với bọn họ trước, đợi đến khi bọn họ cho rằng chúng ta muốn giúp đỡ, chúng ta đột nhiên đâm một đao ở sau lưng bọn họ, chẳng phải sẽ rất thoải mái sao? Người đàn ông trẻ tuổi. Thần cung. Thần cung nằm ở phía bắc của Chư Thiên Thành, toàn bộ phía bắc đều là địa bàn của thần cung. Hôm nay, vô số kiếm tu đột nhiên tập trung về phía bắc, sau đó chỉ cần gặp cường giả của thần cung sẽ lập tức giết chết. Tất cả kiếm tu của kiếm minh đột nhiên tiến vào, thần cung hơi không kịp trở tay, vì bọn họ không ngờ kiếm minh lại quyết liệt như thế, lập tức không chết không thôi. Lúc này, trước một cung điện to lớn có vô số cường giả đang đại chiến. Dù thần cung cũng có rất nhiều cường giả, nhưng chất lượng rõ ràng không bằng được kiếm minh, cùng cấp bậc, ít nhất phải hai cường giả mới có thể áp chế một cường giả kiếm minh. Vì thế hai bên vừa giao thủ, thần cung đã lập tức rơi vào thế yếu. Trong thần cung, lúc này trong điện có một người đàn ông trung niên, người đàn ông này chính là cung chủ đương nhiên của thần cung Lý Đạo Nhiên. Sau lưng Lý Đạo Nhiên chính là Bích Tiêu. Lúc này, sắc mặt hai người họ đều hơi u ám. Đặc biệt là Lý Đạo Nhiên. Gã không ngờ rằng kiếm minh sẽ kêu gọi toàn bộ lực lượng tấn công thần cung, điều này khiến gã không kịp trở tay. Phải biết rằng thần cung vẫn còn một vài cường giả ở bên ngoài chưa trở về. Một lát sau, Lý Đạo Nhiên cất lời, thượng cổ thiên tộc có hồi âm chưa? Bích Tiêu trầm giọng nói, bọn họ đã phái cường giả đến rồi, nhiều nhất nửa canh giờ sẽ đến. Nửa canh giờ. Lý Đạo Nhiên sa sầm mặt, nếu nửa canh giờ sau cường giả của thượng cổ thiên tộc mới đến, thì trong nửa canh giờ, chắc chắn thần cung sẽ tổn thất vô số cường giả. Vì trước mắt, thực lực của thần cung vẫn còn thua xa kiếm minh. Không thua về số lượng, nhưng lại thua về chiến lực. Lúc này, không gian trước mặt Bích Tiêu hơi rung động, một khắc sau, Bích Tiêu mừng rỡ thốt lên, cung chủ, thượng cổ thiên tộc đưa tin rằng Chư Thiên Phủ đã đồng ý ra tay rồi. Chư Thiên Phủ. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Bích Tiêu, thật sao? Bích Tiêu gật đầu, thật, chẳng những thế, Điện Thiên Hành cũng đã đồng ý ra tay. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, gã quay đầu nhìn ra ngoài điện, cười khẽ kiếm minh xong rồi. Bên ngoài thần cung, mấy người Diệp Huyên đã đến. Mà lúc này, cường giả của kiếm minh đã khống chế hoàn toàn cường giả của thần cung. Gần như là áp đảo. Diệp Huyên nhìn thần cung nguy nga ở phía xa, lúc này, xung quanh thần cung đã khởi động trận pháp, mà trận pháp này đã cản chân cường giả của kiếm minh. Kiếm Si bên cạnh Diệp Huyên nhìn những trận pháp kia, cất lời, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không thể phá hủy những trận pháp này. Diệp Huyên chợt hỏi, Chư Thiên Phủ có động tĩnh gì không? Lúc này, Lý Tinh xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên trầm giọng nói, người của chúng ta đưa tin, nói Chư Thiên Phủ cũng đang triệu tập cường giả. Nghe vậy, Kiếm Si ở bên cạnh Diệp Huyên cau mày. Lý Tinh lại nói, không chỉ có Chư Thiên Phủ, Điện Thiên Hành cũng đang triệu tập cường giả. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Tinh, Điện Thiên Hành. Lý Tinh gật đầu, chúng ta còn nhận được tin, thượng cổ thiên tộc hứa sẽ cho bọn họ một suối nguồn vĩnh sinh cấp linh. Có lẽ Chư Thiên Phủ cũng có cam kết giống như thế. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không ngờ lại có thể đưa ra điều kiện là suối nguồn vĩnh sinh cấp linh, không đơn giản. Lý Tinh gật đầu, đúng là không đơn giản. Dù không phải suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh, nhưng một suối nguồn vĩnh sinh cấp linh cũng rất quý giá rồi. Diệp Huyên nói cách khác, chúng ta có thể sẽ bị đánh hội đồng. Lý Tinh gật đầu, đúng thế. Lúc này, chân trời phía xa đột nhiên xuất hiện rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Lý Tinh nhìn về phía chân trời, sau đó nói, đây là cường giả của Điện Thiên Hành.
Lý Tinh vừa dứt lời, một cô gái đã xuất hiện ở chân trời kia. Lý Tinh nói, điện chủ đương nhiên của Điện Thiên Hành Kiều Ngữ. Kiều Ngữ đứng trên chân trời nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyên cũng cười đáp lời, Điện Thiên Hành là muốn giúp đỡ thượng cổ thiên tộc sao? Kiều Ngữ nhìn Diệp Huyên, nghe nói Diệp công tử giết chết thiếu chủ Diệp thần của thượng cổ thiên tộc, ta cảm thấy hành động này của Diệp công tử thật sự là. Diệp Huyên chợt phung tay, Kiều điện chủ, Diệp Huyên ta sống trên đời ghét nhất là kiểu làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi muốn đánh thì đánh đi, tuyệt đối đừng nói những lời này với ta nghe thấy buồn nôn lắm. Kiều Ngữ cười nói, vậy thì chiến đấu thôi. Dứt lời, mấy trăm người đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Thấp nhất cũng là vô biên cảnh. Trong đó có không ít cường giả hư vô cảnh, ít nhất là hơn 30 người. Có thể nói là đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Sở dĩ Kiều Ngữ dám làm như vậy là vì nàng ta nhận được tin, rằng Chư Thiên Phủ đã đồng ý tham chiến. Nàng ta vốn còn hơi kiêng dè, nhưng sau khi Chư Thiên Phủ đồng ý tham chiến, nàng ta cũng không cần phải kiêng dè cái gì nữa. Tuy Kiếm Minh rất mạnh, nhưng có mạnh bằng Chư Thiên Phủ liên thủ với Điện Thiên Hành và Thần Cung sao? Ngoài ra còn có một thượng cổ thiên tộc cường đại mà. Kiếm Minh lấy gì để chiến thắng đây? Lúc này, những đại trận của Thần Cung phía xa đột nhiên biến mất, ngay sau đó, tất cả cường giả của Thần Cung đồng loạt xuất hiện. Trong nháy mắt, bên phía Thần Cung và Điện Thiên Hành đã áp đảo Kiếm Minh về số người. Nhưng những cường giả Kiếm Minh đang có mặt đều không hề thấy sợ hãi. Tất cả kiếm tu cầm kiếm đứng thẳng, trong mắt chỉ có chiến ý vô tận. Nơi chân trời, Kiều Ngữ quay đầu nhìn về phía Chư Thiên Phủ, nàng ta nhíu mày, tại sao Chư Thiên Phủ vẫn chưa hành động? Lúc này, Kiếm Si ra lệnh, giết, giết, sau mệnh lệnh của Kiếm Si, vô số cường giả của Kiếm Minh lập tức xông lên, lấy ít đánh nhiều, nhưng lại ra tay trước. Hoàn toàn áp đảo Điện Thiên Hành và Thần Cung về khí thế. Kiều Ngữ nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, sao cường giả của Thượng Cổ Thiên Tộc vẫn chưa đến? Chẳng lẽ bọn họ muốn chúng ta giữ chân mấy người này trước? Lý Đạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Bích Tiêu trầm giọng nói, vừa nhận được tin, cường giả đến tiếp viện của bọn họ bị mấy cường giả đăng thiên cảnh của Kiếm Minh chặn lại rồi. Chặn lại. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Đạo Nhiên và Kiều Ngữ đều trở nên u ám. Kiều Ngữ lạnh lùng nói, chẳng lẽ Thượng Cổ Thiên Tộc bọn họ không có cường giả đăng thiên cảnh sao? Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt hai người. Người đó chính là cường giả của Thượng Cổ Thiên Tộc. Ông lão chắp tay, sau đó nói, Kiều Điện Chủ, Lý Cung Chủ, Thượng Cổ Thiên Tộc ta đã phái ra cường giả đăng thiên cảnh đi đối phó với mấy kiếm tu kia, nhiều nhất là nửa khắc nữa, chúng ta sẽ đến được đây. Kiều Ngữ nhìn ông lão, chắc chắn là nửa khắc chứ. Ông lão gật đầu, lão phu đảm bảo với hai vị, nhiều nhất nửa khắc là có thể đến đây. Hơn nữa, Chư Thiên Phủ đã đồng ý sẽ ra tay giúp đỡ chúng ta rồi. Lý Đạo Nhiên khẽ nhíu mày, vậy vì sao bọn họ còn chưa ra tay? Ông lão cười nói, Lâm Tú Thành Chủ nói bọn họ sẽ ra tay vào thời khắc mấu chốt, cho Kiếm Minh một đòn chí mạng. Nghe vậy, sắc mặt Kiều Ngữ trở nên lạnh lẽo. Sao nàng ta có thể không hiểu ý của Chư Thiên Phủ được? Đây là muốn bọn họ liều mạng với Kiếm Minh trước, sau đó Chư Thiên Phủ mới ra mặt chiếm lợi ích. Kế hay! Lúc này Kiều Ngữ chợt thấy hối hận vì ra mặt sớm như thế. Đáng lẽ nên đợi thêm. Lúc này, ông lão của Thượng Cổ Thiên Tộc đột nhiên nói, hai vị, chúng ta liên thủ ngăn cản những kiếm tu này của Kiếm Minh trước. Hai người nhìn về phía xa. Dù số người của bọn họ áp đảo Kiếm Minh, nhưng bọn họ vẫn không chiếm lợi thế. Ngược lại, bọn họ còn dần rơi vào thế yếu. Chiến lực của những kiếm tu này thật sự quá đáng sợ. Ông lão của Thượng Cổ Thiên Tộc đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, bắt lấy tên kia, sở dĩ Kiếm Minh liều mạng như vậy đều là vì hắn, chúng ta bắt được hắn là sẽ khống chế được Kiếm Minh. Kiều Ngữ nhìn về phía Diệp Huyên, được, ta ngăn cản Kiếm Si kia. Hắn giao cho hai vị. Lý Đạo Nhiên gật đầu, ra tay. Dứt lời, ba người đồng thời biến mất khỏi vị trí ban đầu. Kiều Ngữ chạy thẳng về phía Kiếm Si, còn ông lão của Thượng Cổ Thiên Tộc và Lý Đạo Nhiên thì nhằm vào Diệp Huyên. Thấy ba người lao về phía Diệp Huyên,
Kiếm Si khẽ nhíu mày, bảo vệ thiếu chủ. Nói xong, nàng lao về phía Kiều Ngữ. Mà lúc này, hai người kia cũng đã xông tới trước mặt Diệp Huyên, một tia kiếm quang đột nhiên bay tới từ bên cạnh Diệp Huyên, chém thẳng về phía Lý Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên thay đổi sắc mặt, gã lập tức đánh ra một quyền. Ầm. Kiếm quang vỡ tan, còn Lý Đạo Nhiên thì lùi về chỗ cũ. Trước mặt gã xuất hiện một kiếm tu. Kiếm tu đăng thiên cảnh. Lúc này, ông lão của thượng cổ thiên tộc đã lao tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười dữ tợn, chết đi. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải, đang định ra tay thì có một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một khắc sau, một tia kiếm quang phá không bay đi. Oanh! Ông lão kia còn chưa kịp phản ứng đã bị chém bay cả nghìn trượng, vừa mới dừng lại, thân thể ông ta đã vỡ tan. Ông lão lập tức ngây người. Ông ta nhìn thấy một ông lão đứng trước mặt Diệp Huyên, ông lão có mái tóc hoa râm, tay cầm một thanh kiếm gỗ. Khi nãy mình bị kiếm gỗ chém nát thân thể ư? Là kiếm mộc. Lúc này, trong đầu ông lão vang lên giọng nói của Lý Đạo Nhiên, ông ta là kiếm tu đăng thiên cảnh, thực lực rất mạnh. Tuyệt đối không thể coi thường. Đăng thiên cảnh. Sau khi chém lui ông lão, kiếm mộc xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, lão quan sát Diệp Huyên một lúc rồi cúi người, lão hủ kiếm mộc bái kiến thiếu chủ. Diệp Huyên cũng vội cúi chào, tiền bối không cần đa lễ. Kiếm mộc lại quay đầu, mang đến cho thiếu chủ một cái ghế. Lão vừa cất lời, một kiếm tu lập tức mang ghế tới. Kiếm mộc nhìn Diệp Huyên, thiếu chủ. Cậu cứ ngồi là được. Diệp Huyên. Kiếm mộc khẽ mỉm cười, hôm nay, có kiếm minh ta ở đây, không ai có thể làm hại đến thiếu chủ. Đừng nói là thượng cổ thiên tộc, dù là cả thiên giới thượng cổ đến cũng không thể. Dứt lời, lão xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở chân trời. Phụt. Đầu của ông lão bên phái thượng cổ thiên tộc lập tức rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe, giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên ở bên dưới thật sự ngồi xuống, thật ra hắn cũng muốn ra tay, nhưng hắn đang đợi một thời cơ tốt nhất. Bây giờ không ai biết rõ thực lực của hắn, là thời điểm tốt nhất để hắn đánh lén. Lúc này, chân trời phía xa nứt ra, một khắc sau, năm hơi thở mạnh mẽ xuất hiện. Năm cường giả đăng thiên cảnh. Cường giả của thượng cổ thiên tộc đến rồi. Kiếm mộc nhìn về phía năm cường giả đăng thiên cảnh kia. Lão chậm rãi nhắm mắt lại, tin kiếm chủ, ta vô địch. Dứt lời, lão cầm kiếm gỗ xông lên. Lấy một địch năm. Diệp Huyên. Nghe kiếm mộc nói thế, Diệp Huyên có chút dở khóc dở cười. Không thể không nói những cường giả kiếm minh này gần như là sùng bái cha mình như bị ma nhập. Hắn bỗng thấy tò mò tia ý chí kiếm đạo cha để lại trong kiếm minh rốt cuộc là gì. Phải đến xem thử. Tuy kiếm mộc rất mạnh, nhưng tất nhiên không thể lấy một địch năm được. Vừa mới giao thủ, lão đã bị năm tên đăng thiên cảnh áp chế. Kiếm mộc không cố gắng chống đỡ mà lùi về tới trước mặt Diệp Huyên. Mà lão vừa lùi đến trước mặt Diệp Huyên thì năm tên đăng thiên cảnh đã bao quay lại xung quanh. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Đừng đọc ở website ăn cắp truyện. Kiếm mộc híp mắt, tay phải lão nắm kiếm gỗ, huyền khí trong cơ thể dâng trào. Một luồng kiếm thế cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể lão. Hiện tại lão không thể lui được nữa. Bởi vì đằng sau là Diệp Huyên. Ngay lúc kiếm mộc định ra tay, nơi chân trời phía xa xa bỗng xuất hiện mấy trăm luồng khí tức mạnh mẽ. Mọi người đều đua nhau quay đầu lại nhìn. Dẫn đầu là một ông lão. Chư Thiên Phủ. Người này chính là cựu thành chủ Chư Thiên Phủ Lâm Tiêu. Sau khi Lâm Tiêu xuất hiện, ông ta cười ha ha, lão phu đến rồi. Nghe vậy, Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đều vui mừng khôn xiết. Lý Đạo Nhiên lập tức bay đến trước mặt Lâm Tiêu, gã ôm quyền đang định nói chuyện thì đã bị Lâm Tiêu giáng xuống một cái tát. Tốc độ vô cùng nhanh, Lý Đạo Nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tát thêm một cái nữa. Bốp! Tiếng bạt tai vang lên dữ dội, Lý Đạo Nhiên cũng bị đánh bay ra ngoài. Mà trong quá trình đó, thân thể của gã dần nứt ra. Lúc này đây, ai nấy đều thấy bối rối. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nói, ra tay. Vừa dứt lời, những cường giả Chư Thiên Phủ xung quanh ông ta vọt ra chém giết bốn phương.
mà mục tiêu của bọn họ không phải là kiếm minh, mà là Điện Thiên Hành cùng Thần Cung. Biến cố bất thình lình này khiến Điện Thiên Hành và Thần Cung đều ngơ ngác. Những thượng cổ thiên tộc đến trợ giúp kia cũng ngớ người ra theo. Mà lúc này, Lý Đạo Nhiên chỉ còn lại linh hồn ở phía xa xa đột nhiên gào lên, tế trận, tất cả mọi người lui vào trong trận đi. Vừa dứt lời, bên trong Thần Cung bỗng có một cột sáng phóng lên, ngay sau đó, cột sáng này liền hóa thành một màn sáng bao trùm lấy toàn bộ Thần Cung. Mà sau khi những cường giả Thần Cung nghe được mệnh lệnh thì liền nhanh chóng trở về cung. Cường giả Điện Thiên Hành cũng nhanh chân chạy đến Thần Cung, nhưng họ vẫn có chút chậm hơn, đã có hơn 100 cường giả vô biên cảnh bị chém giết. Bởi vì lúc Chư Thiên Phủ ra tay, những cường giả kiếm minh không hề đứng yên, họ cũng đồng loạt phản công lại. Song phương giáp công, hơn 100 người đã ngã xuống. Trong hơn 100 người này, có Điện Thiên Hành, cũng có Thần Cung. Mà năm tên cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc cũng bị ba cường giả đăng thiên cảnh của Chư Thiên Phủ cùng Kiếm Mộc ngăn chân lại. Trong nháy mắt, chiến cuộc giữa trường lập tức xoay chuyển. Trong đại trận xa xa, Lý Đạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, Lâm Tiêu lão cẩu, người phản bội. Lâm Tiêu không quan tâm đến Lý Đạo Nhiên, mà dẫn theo một nhóm người đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta bỗng cung kính thi lễ với Diệp Huyên, bái kiến thiếu chủ. Phía sau Lâm Tiêu, nhóm cường giả đua nhau hành lễ, đồng loạt hô, bái kiến thiếu chủ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Lý Đạo Nhiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyên vội vàng nâng Lâm Tiêu dậy rồi cười nói, lễ của Lâm Tiêu tiền bối lớn quá, ta không nhận được đâu. Lâm Tiêu cười bảo, thiếu chủ, chúng ta tới hơi trễ, thiếu chủ đừng trách móc nhé. Diệp Huyên cười nói, ta thấy vậy là vừa kịp rồi. Lâm Tiêu cười ha ha, đa tạ thiếu chủ đã hiểu cho. Thật không dám giấu gì, lần này ta đến Chư Thiên Thành cũng là định đến Chư Thiên Phủ bái kiến đây. Bởi và phụ thân đã dặn dò ta trước, muốn ta có thời gian thì đến Chư Thiên Phủ một chuyến để các tiền bối ở đây chỉ điểm một chút. Kiếm chủ áo xanh. Vẻ mặt Lâm Tiêu liền nghiêm lại, thiếu chủ, kiếm chủ hiện đang ở đâu? Diệp Huyên cười đáp, cha ta hiện tại đang đi dạo khắp nơi thôi. Đi dạo khắp nơi. Lâm Tiêu khẽ thở dài, sau đó nói thật, ta rất muốn được gặp kiếm chủ, muốn được ngài ấy chỉ điểm đôi điều, tiếc là. Diệp Huyên bỗng cười bảo, tiếc gì chứ, ông ấy sẽ đến thôi. Lâm Tiêu nhìn về phía Diệp Huyên lại cười, ta ở đây mà. Nghe thế, Lâm Tiêu liền sững sờ, sau đó vỗ vỗ đầu mình, ầy, ta bị hồ đồ mất rồi. Thiếu chủ ở đây thì nhất định kiếm chủ sẽ đến thôi. Diệp Huyên, Lâm Tiêu tiền bối, chúng ta giải quyết Thần Cung cùng Điện Thiên Hành này trước nhé. Lâm Tiêu nghiêm mặt đáp, tất nhiên rồi. Nói xong, ông ta vỗ tay một cái, tế trận. Vừa dứt lời, mười mấy cường giả bí ẩn xuất hiện tại trên bầu trời Thần Cung, bọn họ đều cầm sách cổ trong tay, tay còn lại cầm trượng dài. Sau khi bọn họ xuất hiện thì liền nhanh chóng thì thầm đọc thần chú, dần ra, màn sáng trên bầu trời Thần Cung bắt đầu rung lên kịch liệt. Sau đó xuất hiện mấy vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người Lý Đạo Nhiên trong đại trận lại càng trở nên khó coi hơn. Tại sao? Lúc này, một cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc nhìn Lâm Tiêu thành chủ, hai suối nguồn vĩnh sinh cấp linh vẫn chưa đủ à? Lâm Tiêu nhìn tên cường giả kia rồi cười nói, người phí lời làm gì? Ta nói cho người biết, Chư Thiên Phủ ta bằng lòng cống hiến cho kiếm chủ suốt đời. Đừng nói gì hai suối nguồn vĩnh sinh cấp linh, cho dù là suối nguồn vĩnh sinh cấp thần ta cũng quyết không phản bội lại kiếm chủ. Tên cường giả đăng thiên cảnh kia nhìn chòng chọc vào Lâm Tiêu thành chủ, hành động của ông vô cùng không sáng suốt. Ông sẽ trả giá rất lớn cho việc làm hôm nay. Lúc này Lâm Tiêu dựng một ngón tay giữa lên rồi cười ha ha, ông đây đâm vào cúc của ngươi bây giờ. Tới mà giết ông nè. Mọi người ngớ ra. Cái lão này dù gì cũng là cường giả đăng thiên cảnh, sao mắng người ta dữ thế? Hơn nữa còn mắng khó nghe đến vậy. Diệp Huyên cũng trố mắt ra nhìn, ông lão này không có chút phong độ của cường giả nào hết. Phía xa xa, cường giả đăng thiên cảnh vừa bị mắng kia sầm mặt lại, Lâm Tiêu, ngươi dù gì cũng là cường giả đăng thiên cảnh, vậy mà lại nói được những lời thô bỉ như vậy, ngươi. Nói rồi, gã tức không chịu được nữa.
liền vọt thẳng đến chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười ha ha, cũng thuận thế xông ra theo. Vừa lao đến, toàn bộ đất trời liền trở nên hư huyễn. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến vào trong dòng sông thời gian đại chiến với nhau. Mà phía xa xa, Diệp Huyên chỉ đứng yên nhìn hai người đánh nhau, lúc này đây, trong lòng hắn có chút khiếp sợ. Tuy hắn cũng là đăng thiên cảnh, thế nhưng hắn phát hiện, nếu bàn về sức chiến đấu thì hắn vẫn có chút chênh lệch với những cường giả đăng thiên cảnh lâu năm này. Không phải hắn, mà chính Diệp Thần năm đó cũng có sự chênh lệch với những cường giả đăng thiên cảnh lâu năm này. Bởi vì hắn là Diệp Thần, ngoại trừ ý thức của Diệp Thần ra, tất cả mọi thứ của Diệp Thần đều do hắn nắm giữ. Thật ra nếu cho Diệp Thần nhiều thời gian thêm một chút nữa, không quá 10 năm, hắn sẽ trở thành vô địch trong đăng thiên cảnh. Bởi vì Diệp Huyên phát hiện, Diệp Thần đã sắp vượt qua đăng thiên cảnh rồi. Đáng tiếc thời gian lại quá ít. Đây mới thực sự là con cưng của trời. Chỉ tiếc là hắn đã gặp phải hai người không nên gặp. Một là Diệp Lăng Thiên. Nếu lúc trước Diệp Lăng Thiên không đối đãi với hắn như vậy, thì bây giờ Diệp Thần có lẽ đã vượt xa đăng thiên rồi. Mà người thứ hai chính là Thanh Nhi. Diệp Thần cuối cùng lựa chọn cái chết, có một phần nguyên nhân là vì Thanh Nhi. Bởi vì khoảnh khắc khi hắn thức tỉnh ý thức đó, Thanh Nhi đã chuẩn bị giết người. Hắn không thể không chết. Hắn không có sự lựa chọn khác. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười. Hắn chợt phát hiện, Diệp Huyên hắn thật ra cũng không ưu tú bao nhiêu. Nếu bàn về thiên phú, hắn không sánh được với An Lan Tú, càng không sánh được với Diệp Thần. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, đừng than thở nữa, ta cảm thấy người vẫn có một thứ không ai sánh được. Diệp Huyên đen mặt lại, Tiểu Tháp, sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Tiểu Tháp cười hì hì, ta đoán đó. Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, ta cảm thấy tiểu chủ có một ưu điểm vô cùng lợi hại. Thế gian này không có mấy ai bì được với người đâu. Ưu điểm gì? Mặt dày đó, da mặt của người dày hơn chủ nhân cũng nhiều. Vẻ mặt Diệp Huyên sượng đi. Tiểu Tháp lại nói tiếp, ngươi không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch. Tiểu chủ, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xòe tay, Tiểu Tháp xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên liền bóp lấy nó rồi quẳng đi, ông đây không cần. Vèo, Tiểu Tháp hóa thành một vệt kim quang rồi biến mất ở cuối chân trời. Mọi người, lúc này Tiểu Tháp lại bay trở về trước mặt Diệp Huyên, Tiểu Tháp lắc lư rồi nói, tiểu chủ ngươi vô tình quá. Diệp Huyên lạnh nhạt đáp, Tiểu Tháp, chờ hôm nào ta sẽ bán ngươi đi. Tiểu Tháp. Diệp Huyên không làm trò với Tiểu Tháp nữa, sau khi thu tháp về, hắn lại nhìn dòng sông thời gian ở phía xa kia. Lúc này, Lâm Tiêu và cường giả đăng thiên cảnh nọ vẫn còn đang đại chiến với nhau. Diệp Huyên quay đầu nhìn thần cung, dưới sự liên thủ của cường giả chư thiên phủ, màn ánh sáng khổng lồ kia đã xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyên đột nhiên chỉ vào một chỗ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, phá vỡ chỗ này. Nghe Diệp Huyên ra lệnh, tất cả kiếm tu ở đây đồng loạt xuất kiếm, mấy trăm luồng kiếm quang lóe lên ở nơi chân trời, chém thẳng vào chỗ Diệp Huyên chỉ điểm. Trong nháy mắt, màn ánh sáng kia lập tức đổ nát. Trận pháp vừa vỡ, sắc mặt của đám cường giả thần cung ở bên dưới cũng liền thay đổi theo. Diệp Huyên nhìn chúng, hô lên, giết, không chừa một ai. Không chừa một ai. Nghe Diệp Huyên nói thế, tất cả cường giả có mặt ở đây đều bay thẳng đến thần cung. Đại chiến bắt đầu. Diệp Huyên nhìn kiếm si, tất cả cường giả của kiếm minh đã đến hết chưa? Kiếm si lắc đầu, còn hai người chưa đến, bọn họ đều là đăng thiên cảnh, nhưng bọn họ cũng đang chạy đến rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi hỏi, kiếm tuyệt tiền bối đâu? Kiếm si trầm giọng đáp, ông ấy đang ngăn ba cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc. Diệp Huyên hỏi, có nguy hiểm gì không? Kiếm si lắc đầu, không có. Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, vậy làm thịt mấy tên ở đây trước đi. Kiếm si khẽ gật đầu, nàng đang định nói gì đó thì bỗng, không gian trước mặt nàng đột nhiên rung lên. Một lát sau, sắc mặt kiếm si khẽ trầm xuống. Diệp Huyên nhìn nàng, sao thế? Kiếm si nhìn vào trong trời sao phía xa, nơi đó có một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, nơi ngực trái của ông ta còn có hai chữ nhỏ, thượng cổ.
Thượng cổ thiên tộc. Người đàn ông trung niên vừa mới xuất hiện, sau lưng ông ta lại kéo theo hơn 100 người, mà trong đó thậm chí còn có hơn 10 cường giả đăng thiên cảnh. Người đàn ông trung niên nhìn nhóm Diệp Huyên ở phía xa rồi cười nói, kiếm minh các ngươi muốn một mất một còn đúng không? Được thôi, thượng cổ thiên tộc chúng ta tiếp các ngươi. Kẻ nào sợ kẻ đó là chó. Nói rồi, ông ta vung tay phải lên, giết. Vừa dứt lời, đám người sau lưng ông ta liền vọt thẳng về phía nhóm Diệp Huyên. Thấy những cường giả kia lao đến, trong mắt kiếm si ánh lên một tia dữ tợn, nàng xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng. Đang lúc định ra tay thì nàng chợt quay đầu nhìn sang phải, trong mắt nàng lập tức dâng lên sự nghiêm nghị. Nơi sâu hút trong vùng tinh không phía bên phải, có một mảnh không gian đang rung lên kịch liệt. Lần lượt từng khi thế mạnh mẽ không ngừng kéo đến từ vùng tinh không đó. Lại có thêm một nhóm cường giả xuất hiện, lẽ nào cũng là thượng cổ thiên tộc. Đúng lúc này, nơi sâu xa kia đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, ai dám động vào thiếu chủ. Ai dám động vào thiếu chủ? Lời vừa dứt, mọi người đều cả kinh. Nhất là nhóm cường giả thượng cổ thiên tộc mới xuất hiện kia. Người đàn ông trung niên cầm đầu quay đầu lại nhìn, gã khẽ nhíu mày, trong mắt ánh lên tia nghi hoặc. Còn có cường giả khác đến. Mấy người Diệp Huyên cũng nhìn về vùng tinh không kia, bây giờ trong lòng bọn họ cũng rất tò mò. Là ai? Lúc này... Một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm Diệp Huyên. Ông lão mặc một bộ trường bào màu mây rộng thùng thình, tay phải cầm một quyển sách cổ, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn trông rất nho nhã. Mà phía sau lão còn hơn 100 người đi theo. Thấp nhất là vô biên cảnh. Trong đó còn có 5 người là đăng thiên cảnh. Ngôn gia. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu thượng cổ thiên tộc nhìn chằm chằm vào ông lão kia, các hạ là Ngôn Chân Khanh của Ngôn gia. Ông lão không thèm để ý đến người đàn ông trung niên, lão đến trước mặt Diệp Huyên rồi khom người thi lễ, Ngôn Chân Khanh đến từ Ngôn gia, bái kiến thiếu chủ. Những người theo sau ông lão cũng nối gót nhau hành lễ. Ngôn gia. Diệp Huyên vội đỡ ông lão đứng lên, tiền bối không cần đa lễ. Ông lão quan sát Diệp Huyên rồi vuốt râu nở nụ cười, thiếu chủ không đơn giản. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, sau đó nhìn kiếm si, giới thiệu một chút. Kiếm si lắc đầu, không quen biết. Không quen biết. Diệp Huyên sửng sốt. Kiếm si cũng không biết Ngôn gia. Lúc này, Ngôn Chân Khanh đột nhiên cười nói, thiếu chủ, chúng ta đến từ Nho giới, cách Chư Thiên Thành khá xa. Mà Ngôn gia ta cũng rất hiếm khi xuất thế. Vì thế rất ít người biết đến chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, Nho giới. Ngôn Chân Khanh gật đầu, đúng. Sau này ta sẽ giới thiệu cặn kẽ cho thiếu chủ hay. Diệp Huyên cười đáp, được. Lúc này trong lòng Diệp Huyên vẫn còn thấy hơi khiếp sợ. Bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng cha hắn đã đi thật sự xa. Không chỉ cha, mà còn cả Thanh Nhi nữa. Nếu không vì mình, không biết bọn họ đã đi được đến nơi chân trời nào nữa. Là do mình kéo chậm bước chân của bọn họ lại. Lúc này, người đàn ông trung niên dẫn đầu thượng cổ thiên tộc ở phía xa đột nhiên lên tiếng, Ngôn gia cũng dính dáng đến chuyện này sao? Ngôn Chân Khanh quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia, cười bảo, Ngôn gia ta sống chết đều theo thiếu chủ. Thiếu chủ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên liếc Diệp Huyên một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào? Và cả vị kiếm chủ áo xanh kia nữa. Đôi phụ tử này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có nhiều thế lực bằng lòng cống hiến hết mình như vậy? Lúc này đây, vẻ mặt người đàn ông trung niên chợt trở nên ngưng trọng. Gã cảm thấy thượng cổ thiên tộc e là đã đánh giá thấp vị kiếm chủ áo xanh kia rồi. Lúc này, kiếm si ở bên đột nhiên biến mất. Trực tiếp ra tay. Mục tiêu của nàng chính là người đàn ông trung niên kia. Khiêu chiến vượt cấp. Thấy kiếm si ra tay, Ngôn Chân Khanh hơi ngẩn người, kiếm minh này nóng nảy thật. Không nói chuyện tí nào cả à. Phía xa, người đàn ông trung niên kia đột nhiên hô lên, lùi lại. Nói rồi, gã nhìn Lý Đạo Nhiên của Thần Cung và Kiều Ngữ, các ngươi lui trước đi. 5 người bọn ta sẽ ngăn họ. Gã không chọn cách tự mình dẫn người chạy, bởi vì như thế Thần Cung cùng Điện Thiên Hành có lẽ sẽ bị diệt toàn quân. Mà cho dù không chết hết thì cũng sẽ bị tổn thất nặng nề.
Hơn nữa nếu gã làm như thế, hai thế lực này e rằng sẽ lật mặt đi theo Diệp Huyên mất. Vì thế năm người bọn họ nhất định phải ở lại Bọc Hậu. Nghe người đàn ông trung niên nói thế, sắc mặt Lý Đạo Nhiên và Kiều Ngữ trở nên cực kỳ khó coi. Lần này mà đi thì chẳng khác nào vứt hết lợi ích của Chư Thiên Thành. Bao gồm cả suối nguồn Vĩnh Sinh. Nhưng lại không thể không đi. Nếu không đi, không được Thượng Cổ Thiên Tộc trợ giúp, hai thế lực bọn họ sẽ bị ăn sạch mất. Hai người không suy nghĩ nữa, liền dẫn theo cường giả phe mình nhanh chóng rời đi. Tất nhiên Kiếm Minh không để đám người Kiều Ngữ rời đi nhẹ nhàng như vậy, tất cả kiếm tu đều lập tức vọt thẳng lên. Mà năm cường giả đăng thiên cảnh của Thượng Cổ Thiên Tộc cũng đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời xuất hiện vô số dòng sông thời gian, những dòng sông này giống những bức tường chặn ngang đường chân trời, ngăn cản thế tiến của kiếm tu Kiếm Minh. Mà chỉ chốc lát bị ngăn cản này thôi, cường giả Điện Thiên Hành cùng Thần Cung đã bỏ chạy hết sạch. Năm cường giả đăng thiên cảnh kia cũng lập tức xoay người chạy đi. Kiếm Si đang định đuổi theo thì Diệp Huyên đột nhiên nói, trước hết đừng đuổi theo. Kiếm Si nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, từ từ đã. Kiếm Si do dự một chốc rồi cũng khẽ gật đầu. Bây giờ Kiếm Minh đúng là cần phải từ từ lại. Diệp Huyên nhìn về phía Ngôn Chân Khanh và Lâm Tiêu, hắn chắp tay, đa tạ hai vị tiền bối đã giúp đỡ. Lâm Tiêu có chút bất mãn, thiếu chủ, cậu đừng khách khí quá. Chư Thiên Phủ ta vĩnh viễn cống hiến cho thiếu chủ, không phải chỉ nói suông thôi đâu. Chư Thiên Phủ ta vĩnh viễn quy phục kiếm chủ, cũng vĩnh viễn quy phục thiếu chủ. Thiếu chủ cần gì cứ dặn dò một tiếng là được. Ngôn Chân Khanh ở bên liếc nhìn Lâm Tiêu, sau đó cũng vội nói, thiếu chủ, Ngôn gia ta cũng nguyện vĩnh viễn cống hiến cho thiếu chủ. Ngôn gia tình nguyện lên núi đao, xuống biển lửa vì thiếu chủ, chết cũng không từ. Diệp Huyên. Lâm Tiêu liếc nhìn Ngôn Chân Khanh, trong lòng có chút khó chịu, nịnh hót thôi mà cũng có người dành. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, hai vị tiền bối trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã, bởi vì Thượng Cổ Thiên Tộc tất sẽ không chịu bỏ qua cho ta. Vậy nên bây giờ chỉ mới là bắt đầu của chúng ta thôi. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé, đừng đọc ở website ăn cắp chuyện. Lâm Tiêu gật đầu, chúng ta cùng thương lượng đối sách vậy. Đối với Thượng Cổ Thiên Tộc, ông ta tất nhiên cũng không dám khinh thường. Trước mắt thì thế lực này chắc chắn có thực lực tổng hợp mạnh hơn Chư Thiên Phủ. Hơn nữa, hiện tại lại có thêm Điện Thiên Hành và Thần Cung gia nhập. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Kiếm Si, về Kiếm Minh. Hắn muốn nhìn thử sợi ý chí kiếm đạo cha để lại. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên bỗng nhìn về phía Thần Cung ở xa xa, sau đó bảo Kiếm Si cô nương, thu dọn chiến trường đi. Cả Điện Thiên Hành nữa, thứ nào mang đi được thì cứ lấy hết. Mọi người. Một lát sau, Kiếm Si đã dẫn Diệp Huyên về đến Kiếm Minh. Kiếm Si đưa Diệp Huyên đến một cung điện, đại điện rất rộng, bên trong thì vô cùng yên tĩnh. Kiếm Si bỗng dừng lại, trên một vách tường cách đó không xa có một sợi ý chí kiếm đạo. Là do người đàn ông áo xanh để lại. Nhìn sợi ý chí kiếm đạo kia, Kiếm Si thi lễ một cái thật trịnh trọng, trong mắt ngập tràn vẻ kính nể. Tín ngưỡng kiếm đạo. Kiếm Minh thật sự xem người đàn ông áo xanh là tín ngưỡng. Diệp Huyên đi đến trước sợi ý chí kiếm đạo kia, lúc này, nó bỗng rung lên. Tất nhiên là nó đã cảm nhận được Diệp Huyên. Diệp Huyên quan sát sợi ý chí kiếm đạo này một lúc, dần dần hắn phát hiện, thứ này không hề đơn giản. Đây là một sợi ý chí kiếm đạo hoàn chỉnh. Hơn nữa còn là cha hắn dụng tâm để lại. Căn bản không hề giống với những sợi ý chí kiếm đạo không trọn vẹn. Bây giờ hắn coi như đã hiểu tại sao Kiếm Minh lại tôn cha thành tín ngưỡng của họ rồi. Bởi vì cha để lại một sợi ý chí kiếm đạo, cũng như đã để lại một giải nghĩa về kiếm đạo, một con đường kiếm đạo riêng biệt. Phàm là kiếm tu, sau khi thấy sợi ý chí kiếm đạo này, họ sẽ không còn mê man, bọn họ sẽ có phương hướng nhất định. Thì ra kiếm đạo còn có thể làm được như vậy. Diệp Huyên cũng cảm nhận được cảm giác này. Thì ra kiếm đạo có thể kinh khủng đến mức này. Một sợi ý chí kiếm đạo lại bao hàm quá nhiều điều. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng phải dâng lên một lòng kính nể vô bờ với cha của mình. Không thể không nói, cha đúng là có chút tài năng.
Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chẳng lẽ trước giờ người luôn đánh giá thấp chủ nhân à? Diệp Huyên sầm mặt đi, mẹ kiếp, sao ngươi lại biết ta nghĩ gì? Tiểu tháp cười hì hì, ta đoán thôi. Diệp Huyên. Tiểu tháp lại bỗng nói, tiểu chủ, ta nói cho người biết nhé, lúc chủ nhân mạnh nhất là lúc chủ nhân phát rồ á. Nhưng bây giờ cơ bản là chủ nhân đã vô địch rồi. Y rất ít khi nổi điên, người chưa thấy khi y nổi điên đâu, lúc đó y còn tự chém bản thân mình nữa kìa. Diệp Huyên khẽ hỏi, trước đây cha ta sống cũng không dễ dàng gì, đúng không? So với người thì đúng là chủ nhân sống rất khổ, có đôi khi thảm hết muốn nói luôn. Nhất là lần đối đầu cuối cùng với thiên mệnh tỷ tỷ ấy, ta còn nghi là nếu chủ nhân không có hào quang của nhân vật chính, e là y đã bị xiên chết rồi. Diệp Huyên, tiểu tháp lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ thật sự là quá kinh khủng. Nhưng mà, tính cách của thiên mệnh tỷ tỷ phải nói là tệ hết sức, một lời không hợp là diệt luôn toàn bộ vũ trụ. Nói thật nhé, ta cảm thấy tỷ ấy có chút phá hoại quy tắc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, phá hoại quy tắc, là sao? Tiểu tháp nghĩ một hồi lâu rồi nói, nếu dùng ngôn ngữ của ngân hà giới thì tỷ ấy có thể là một bác. Diệp Huyên sửng sốt, bút gì cơ? Ngươi nói gì thế? Tiểu tháp lại nói, thiếu chủ, kiến thức của người lùn thật đó. Ngay cả từ này mà cũng không biết, sau này có dịp thì đến ngân hà giới chơi đi, bên đó vui lắm, chỗ đó con gái không mặc quần áo đâu. Diệp Huyên đen mặt lại, ngươi nói thật không đó? Không mặc quần áo à? Tiểu tháp cười hì hì, các nàng mặc ít phải lắm, cực ít. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi lại, ít lắm à? Tiểu tháp gật đầu lia lịa, tiểu chủ, người thật sự có thể đến chơi thử đó, nhưng không thể dẫn thiên mệnh tỷ tỷ theo được. Tại sao? Tiểu tháp khẽ thở dài, tiểu chủ, người không phát hiện chuyện này thật à? Chuyện gì? Thiên mệnh tỷ tỷ rất nguy hiểm, tuy chủ nhân cũng thích giết ngươi, nhưng không có giết bừa giết loạn. Bình thường chỉ giết người đáng chết thôi. Nhưng thiên mệnh tỷ tỷ thì không như thế, tỷ ấy giết người căn bản không phân ai với ai, một khi đã tức giận rồi thì đối tượng tỷ ấy muốn giết không chỉ là một người, mà là toàn bộ vũ trụ. Nói đến đây, nó đột nhiên nhảy cẫng lên, tiểu chủ, người đến khuyên nhủ tỷ ấy đi. Ý nghĩ đó của tỷ ấy quá nguy hiểm, ta thật sự sợ một ngày nào đó mình thành mục tiêu, thế là chết oan. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, sợi ý chí kiếm đạo ở trên vách tường đột nhiên bay ra, sau đó chui thẳng vào cơ thể Diệp Huyên. Một khí tức kiếm đạo mạnh mẽ bỗng bộc phát ra khỏi cơ thể hắn. Diệp Huyên liền thấy bối rối. Không chỉ có Diệp Huyên, mà kiếm si cũng bối rối. Lúc này đây, vô số kiếm tu xuất hiện trong đại điện, khi thấy ý chí kiếm đạo biến mất, sắc mặt ai nấy cũng trầm xuống. Chẳng mấy chốc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Kiếm si nhìn Diệp Huyên, ta có thể giết cậu không? Diệp Huyên. Hoảng loạn. Trong điện, tất cả kiếm tu đều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên cũng có hơi ngu người. Sợi ý chí kiếm đạo này sao lại tự nhiên chui vào trong cơ thể hắn vậy? Chơi trò gì thế? Phải biết là những kiếm tu kiếm minh này xem nó như là thần thánh trong lòng đấy. Sao bây giờ? Diệp Huyên cũng ngớ người không biết phải làm sao. Lúc này, kiếm si nhẹ giọng nói, đó là kiếm chủ để lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ có mỗi sợi ý chí kiếm đạo này. Giọng nói có chút oan ức. Diệp Huyên liếc mắt nhìn xung quanh, các kiếm tu có mặt đều đang nhìn hắn. Ai nấy cũng đều làm vẻ oan ức. Tất nhiên bọn họ không thể ra tay được với Diệp Huyên rồi. Phải biết rằng sợi ý chí kiếm đạo này là của cha Diệp Huyên đấy. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra lần này ta đến kiếm minh là có nhiệm vụ riêng, đó chính là lấy sợi ý chí kiếm đạo này đi. Nghe thế, mọi người đều sửng sốt. Kiếm si nhìn Diệp Huyên, là ý của kiếm chủ à? Diệp Huyên gật đầu. Ý của kiếm chủ. Xung quanh, các kiếm tu đều ngơ ngác nhìn nhau. Vẻ mặt của kiếm si cũng dịu đi rất nhiều, nàng khẽ nói, có thể cho ta hỏi là tại sao không? Diệp Huyên thở dài, kiếm si cô nương, cha ta để lại sợi ý chí kiếm đạo này là do có lòng tốt, nhưng ông ấy phát hiện các người đã quá mức chấp nhất vào sợi ý chí kiếm đạo này rồi. Quá mức chấp nhất? Nghe thế,
sắc mặt của các kiếm tu ở xung quanh chợt trầm xuống. Diệp Huyên lại nói, ý nghĩa của sợi ý chí kiếm đạo này là mở ra một phương hướng kiếm đạo cho các người, chứ không phải bảo các người đi theo đường ông ấy đi. Mỗi kiếm tu đều khác biệt, thứ các người cần là một con đường kiếm đạo của riêng mình. Mà sợi ý chí kiếm đạo này bây giờ đã trở thành một vách cản cho các người tiến bước, các người phải quên đi nó, thì sau này mới mở ra được một con đường tu luyện riêng cho bản thân được. Trong điện, mọi người đều im lặng. Con đường của riêng mình. Kiếm Si cũng trầm mặc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Huyên lại tiếp tục nói, mọi người có thể xem cha ta là mục tiêu kiếm đạo của mình, nhưng không thể có suy nghĩ bản thân sẽ vĩnh viễn không bằng được ông ấy. Mọi người không cần phải tín ngưỡng ai cả, mà phải tín ngưỡng vào bản thân mình. Chỉ có tin tưởng bản thân thì mọi người mới có thể đột phá được những ràng buộc của bản thân, kiếm đạo mới có thể đạt đến một trình độ mới. Tín ngưỡng chính mình, tin tưởng bản thân, lúc này, một kiếm tu kiếm mình đột nhiên khẽ thở dài, nghe thiếu chủ nói thuộc hạ mới ngộ ra được. Những năm gần đây, sợi ý chí kiếm đạo của kiếm chủ tuy mở ra cho ta một con đường, nhưng lại áp bức ta không thể thở được. Mỗi lần nhìn thấy nó, thuộc hạ liền cảm thấy đây là một ngọn núi khổng lồ mà mình vĩnh viễn không thể vượt qua được. Những kiếm tu còn lại cũng liên tục gật đầu theo. Kiếm tu kia lại nói, không còn sợi ý chí kiếm đạo này, với chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Diệp Huyên nhìn mọi người một lượt rồi cười nói, lần sau ta sẽ bảo cha tự đến đây một chuyến, khi ấy chư vị nếu có chỗ nào thắc mắc, đều có thể đến hỏi thẳng ông ấy. Nghe thế, những kiếm tu xung quanh đều vui mừng khôn xiết. Nếu có thể được kiếm chủ tự mình chỉ điểm, vậy thì thật sự là một cơ duyên to lớn với bọn họ. Một lát sau, mọi người dần tản đi, trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên cùng Kiếm Si. Diệp Huyên nhìn về phía Kiếm Si cô nương, ta bế quan mấy ngày, trong khoảng gian này, người và Lâm Tiêu tiền bối bàn bạc với nhau xem phải làm sao đối phó với thượng cổ thiên tộc đi nhé. Kiếm Si nhìn Diệp Huyên rồi gật đầu, được. Diệp Huyên bỗng hỏi, đúng rồi Kiếm Si cô nương, Niệm Niệm cô nương và Đồ có ở đây không? Hai nàng ấy đang bế quan đột phá lên đăng thiên cảnh. Nghe thế, Diệp Huyên có chút kinh ngạc, đột phá lên đăng thiên cảnh. Kiếm Si gật đầu, các nàng đã bế quan được 3 tháng rồi, nếu không có gì bất ngờ, qua 1 tháng nữa là sẽ xuất quan thôi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi lại, đăng thiên. Kiếm Si nhìn Diệp Huyên, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên lắc đầu cười khổ. Cái gì gọi là thiên tài? Cái gì gọi là yêu nghiệt? Niệm Niệm và Đồ chính là vậy đấy. Hắn không ngờ rằng hai cô gái này lại đang đột phá lên đăng thiên cảnh. Phải biết rằng trước kia khi chia tay, hai người chỉ mới ở cảnh giới nào. Mà bây giờ, sau khi cả hai đến kiếm minh đã có thể tu luyện một mạch thẳng đến đăng thiên cảnh rồi. Quá kinh khủng đi. Tất nhiên đây cũng là chuyện tốt. Nếu Niệm Niệm và Đồ có thể đạt đến đăng thiên cảnh, thì đó chắc chắn là chuyện cực kỳ tốt với hắn. Một lát sau, Kiếm Si rời đi. Trong điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống, hắn cảm nhận một lúc, sợi ý chí kiếm đạo kia đang ở ngay trong cơ thể của hắn. Nói chính xác hơn là đang ở trong tiểu tháp. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, có phải ngươi lại giở trò quỷ không? Tiểu tháp vội đáp, tiểu chủ, oan uổng quá. Là sợi ý chí kiếm đạo này cảm nhận được khí tức huyết mạch của người nên mới chủ động tìm về đó. Diệp Huyên có chút hoài nghi, thật không? Tiểu chủ, chẳng lẽ trong lòng người, ta không có chút uy tín nào sao? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, ngươi không tự biết à? Tiểu tháp. Diệp Huyên cảm nhận sợi ý chí kiếm đạo này một lúc, nó đang lang thang quanh trong tiểu tháp chứ cũng không có ý đồ gì khác. Mà Diệp Huyên cũng không chọn cách hấp thu nó. Bởi vì giữ lại có tác dụng lớn hơn nhiều. Thời khắc mấu chốt có thể thôi thúc sợi ý chí kiếm đạo này để thuấn sát một vị đăng thiên cảnh nào đó một cách dễ dàng. Chí ít hắn hiện tại chắc chắn không thể đỡ được sợi ý chí kiếm đạo này. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Sau này mà gặp cha hay đại ca và Thanh Nhi thì sẽ xin vài sợi ý chí kiếm đạo vậy. Thứ này là vũ khí giết địch hơi bị đỉnh đấy. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống. Hắn bắt đầu hấp thu những lý giải võ đạo cùng vài võ học mà Diệp Thần để lại cho hắn. Bây giờ hắn có hai mục tiêu, thứ nhất là củng cố cho vững chắc cảnh giới của mình.
thứ hai là tu luyện thuật rút kiếm. Trước đây hắn có thể trồng chất 130 luồng kiếm, mà bây giờ có lẽ sẽ không thấp hơn mốc 200 luồng. Hiện tại hắn đã đạt đến đăng thiên cảnh, mà điều hắn cần làm là phải vô địch trong cấp bậc này. Khoảng thời gian sau, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu đăng thiên cảnh, không chỉ nghiên cứu, mà hắn còn tìm hiểu về trụ cảnh, lâm giới cảnh, vô biên cảnh, và cả hư vô cảnh. Bởi vì hắn chỉ đột phá một lần mà bỏ qua bao nhiêu cảnh giới. Hiện tại hắn cần phải làm quen với những cảnh giới này, sau đừng từng chút củng cố lại cho bản thân bây giờ. Trong lúc nghiên cứu, hắn phát hiện ngoại trừ đăng thiên cảnh ra, thì trụ cảnh, lâm giới cảnh, vô biên cảnh, hay hư vô cảnh đều có liên quan đến thời gian duy độ. Nhất là hư vô cảnh, có thể hóa thời gian thành hư vô, cũng tương đương với một thủ đoạn xóa sổ sinh linh. Cưỡng chế xóa sổ. Bởi vì một khi vượt qua ý cảnh, cho dù thân thể và linh hồn bị tiêu diệt thì ý thức của họ vẫn có thể tồn tại trong thời gian duy độ. Có thể nói, cường giả kiểu này tương đối khó giết. Thế nhưng, cường giả tầm cỡ hư vô cảnh thì lại có thể trực tiếp xóa đi thời gian duy độ, mà không chỉ xóa đi thời gian duy độ của đối thủ, họ còn có thể xóa đi tất cả thời gian duy độ. Trong mỗi một thời không đều có vô cùng vô tận thời gian duy độ. Mà cường giả hư vô cảnh không chỉ hóa hư vô thế giới duy độ, mà còn có thể khống chế thời gian duy độ nữa. Một vài cường giả hư vô cảnh đỉnh cao còn có thể phất tay một cái là điều khiển được mười mấy thời gian duy độ. Mà đăng thiên cảnh thì còn khủng bố hơn thế. Đăng thiên chi cảnh, nói đơn giản chính là tu luyện ra được một thời gian duy độ thuộc riêng về bản thân. Hư vô cảnh và những cảnh giới ở dưới đều chỉ lợi dụng những thời gian duy độ có sẵn trong thời không, mà đăng thiên cảnh thì không như thế, đăng thiên cảnh chính là tu luyện ra một thời gian duy độ thuộc về bản thân, không giống với những thời gian duy độ có sẵn khác. Thật ra cũng chỉ là chơi với thời gian thôi. Nhưng điểm khác biệt là đăng thiên cảnh tự chơi thời gian duy độ của bản thân. Đó chính là khác biệt lớn nhất. Thời gian duy độ của bản thân. Mà thời gian duy độ của bản thân vẫn phụ thuộc vào thời không có sẵn. Bởi vậy đăng thiên cảnh có thể nghiền ép được cường giả hư vô cảnh, nhưng không hẳn là tuyệt đối. Tỷ như kiếm si. Kiếm si là hư vô cảnh đỉnh cao, thế nhưng nàng có thể đánh ngang tay với cường giả đăng thiên cảnh, nguyên nhân chủ yếu là do sức chiến đấu của nàng quá mạnh mẽ, có thể uy hiếp đến thời gian duy độ của cường giả đăng thiên cảnh. Mà điều hiện tại hắn cần làm chính là củng cố lại cảnh giới của bản thân, sau đó tu luyện thuật rút kiếm, để uy lực của thuật rút kiếm có thể tiêu diệt được thời gian duy độ của cường giả đăng thiên cảnh trong tích tắc. Nếu có thể dễ dàng chém nát được thời gian duy độ của cường giả đăng thiên cảnh, vậy thì sẽ có khả năng giết được họ trong nháy mắt. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu bế quan. Ngoài điện. Thành chủ Lâm Tiêu của Chư Thiên Thành cùng Ngôn Chân Khanh của Ngôn gia đang chơi cờ với nhau. Ngôn Chân Khanh liếc nhìn Lâm Tiêu, Lâm Thành chủ có hiểu rõ về thượng cổ thiên tộc không? Lâm Tiêu lắc đầu, cũng không quá rõ. Ngôn Chân Khanh cười nói, trong thượng cổ thiên giới có một tộc, một tông, một giáo, một điện. Đây là bốn thế lực đứng đầu, mỗi phe đều có hai suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn Ngôn Chân Khanh, cười hỏi Ngôn huynh muốn nói gì? Ngôn Chân Khanh đáp, theo ta được biết, thượng cổ thiên tộc đã ra giá hai suối nguồn vĩnh sinh cấp linh cho Lâm Huynh, thế nhưng Lâm Huynh đã từ chối. Không chỉ từ chối thẳng thắn mà còn dứt khoát khai chiến với thượng cổ thiên tộc. Lâm Huynh quyết đoán thật. Lâm Tiêu cười ha ha, Ngôn gia huynh không ngại vạn dặm xa xôi đến đây tương trợ, sự quyết đoán này cũng không tầm thường đâu. Hai người nhìn nhau, lập tức nở nụ cười. Thượng cổ thiên giới. Dưới sự giúp đỡ của thượng cổ thiên tộc, cường giả điện thiên hành và thần cung đều lùi về đến thượng cổ thiên giới. Sắc mặt của Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên đều vô cùng khó coi. Lần này hai bên đã tổn thất rất nhiều cường giả đứng đầu. Nhất là cú hạ chót, Chư Thiên Phủ đột nhiên ra tay, đánh cho hai phe bọn họ không kịp trở tay. Mà bọn họ cũng không ngờ rằng Chư Thiên Phủ vậy mà lại chọn giúp đỡ Diệp Huyên cùng Kiếm Minh. Đây là điều bọn họ không muốn hiểu. Trong đại điện nào đó, một người đàn ông trung niên ngồi dựa vào ghế. Người này chính là gia chủ đương thời của thượng cổ thiên tộc Thiên Diệp. Cũng là phụ thân của Diệp Thần. Trước mặt Thiên Diệp có một cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc đang đứng.
Một lát sau, Thiên Diệp nhìn cường giả kia, Ngôn gia cũng tới giúp sao? Người đàn ông gật đầu, đúng. Thiếu niên kia e là không đơn giản, muốn điều tra một chút không? Thiên Diệp cười nói, điều tra. Còn điều tra cái gì nữa? Người này đã giết chết nhi tử của ta, mặc dù chỉ là một đứa con ghẻ, nhưng người của Thiên gia ta há có thể để người khác tùy tiện giết chết sao? Còn nữa, Kiếm Minh này đã khai chiến thẳng mặt với Thiên tộc ta, đồng thời còn muốn không chết không thôi. Nói đến đây, y đột nhiên lắc đầu cười, đúng là buồn cười, một Kiếm Minh nho nhỏ lại dám tuyến chiến với Thiên tộc ta, chẳng biết là ai cho chúng lá gan đó, thật là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Người đàn ông kia muốn nói nhưng lại thôi. Thiên Diệp bỗng đứng dậy, y vươn người một cái rồi cười bảo, không phải chúng muốn so người xem bên nào nhiều hơn à. Vậy chúng ta cứ chơi đùa với chúng một chút đã, ta muốn chơi chết chúng. Người đàn ông trầm giọng nói, điều động Thiên Sách Quân không? Thiên Sách Quân, Thiên Diệp cười ha ha, bọn chúng xứng sao? Trong điện, người đàn ông trung niên trước mặt Thiên Diệp hơi do dự, sau đó nói, đừng nên khinh địch thì hơn. Sức chiến đấu của đám kiếm tu Kiếm Minh không tầm thường đâu. Hơn nữa, Ngôn gia và Chư Thiên Phủ đều đang giúp đỡ hắn, lai lịch của thiếu niên này e là không đơn giản. Thiên Diệp cười nói, Thiên Quân, người đang không có lòng tin với thiên tộc ta sao? Thiên Quân lắc đầu, tất nhiên ta tin thiên tộc rồi, ý của ta là nếu muốn tiêu diệt Kiếm Minh cùng thiếu niên kia, chúng ta nên trực tiếp điều động cường giả đỉnh cao bên mình, không để chúng có bất kỳ cơ hội nào. Thiên Diệp gật đầu, người nói có lý, nhưng mà ta còn một cách tốt hơn. Thiên Quân nhìn về phía Thiên Diệp cười nói, truyền lệnh xuống, phàm là ai giết được người của Kiếm Minh, có thể nhận được 100 viên vĩnh sinh nguyên tinh cấp thánh. Thiên Quân hơi ngẩn người, sau đó hỏi, mượn đao giết người. Thiên Diệp cười nói, bọn họ sẽ không chỉ đơn độc nhắm vào Kiếm Minh, mà bọn họ còn muốn vĩnh sinh nguyên tinh nữa, người đoán xem, sau đó họ sẽ làm gì. Thiên Quân trầm giọng nói, bọn họ sẽ đến nương nhờ vào chúng ta. Thiên Diệp gật đầu, lần này, chúng ta có thể mượn cơ hội để mời chào một vài cường giả đứng đầu. Còn nữa, trong Chư Thiên Thành còn có một suối nguồn vĩnh sinh cấp thánh, nếu thiên tộc ta đoạt được nó thì, kha kha. Thiên Quân trầm giọng nói, ta khá lo Kiếm Minh này vẫn còn hậu chiêu. Thiên Diệp cười nói, ta biết ngươi lo lắng, nhưng tự tin lên chút đi. Thế gian này có ai diệt được thiên tộc ta sao? Thiên Quân lắc đầu, không có. Thiên Diệp cười nói, một Kiếm Minh nho nhỏ mà cũng dám tuyên chiến với thiên tộc ta, nếu không giết chết bọn họ, người đời há để thiên tộc vào mắt nữa. Trong thượng cổ thiên giới này, những thế lực kia sẽ nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì? Nói rồi, y vỗ nhẹ lên vai Thiên Quân, đừng nghĩ gì hết, cứ làm là xong thôi. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong điện, Kiều Ngữ ngồi yên lặng, đối diện nàng ta là Lý Đạo Nhiên. Lúc này đây, Lý Đạo Nhiên đã khôi phục lại thân thể. Sắc mặt Kiều Ngữ rất u ám. Khi nhìn thấy Chư Thiên Phủ và Ngôn gia giúp đỡ Kiếm Minh, trong lòng nàng ta đã dâng lên một dự cảm không lành. Hai thế lực này tại sao lại giúp đỡ Diệp Huyên? Chỉ có một khả năng. Đó chính là kiếm chủ áo xanh kia. Lâm Tiêu là cường giả lâu năm, có lẽ lúc trước đã từng gặp kiếm chủ áo xanh rồi. Nói cách khác, có thể kiếm chủ kia còn mạnh hơn rất nhiều lần so với tưởng tượng của nàng ta. Lúc này đây, trong lòng nàng ta có chút lo lắng. Mà Lý Đạo Nhiên ở bên cạnh cũng thấy lo lắng tương tự. Ban đầu gã cho rằng có thượng cổ thiên tộc giúp là có thể ung dung vây bắt được Kiếm Minh, nhưng gã không ngờ rằng chuyện lại đi đến bước đường này. Tất nhiên bây giờ bọn họ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Điều bây giờ họ cần làm là phải tiêu diệt cho bằng được Kiếm Minh cùng Diệp Huyên. Bởi vì hai bên đã quyết không chết không thôi rồi. Chấm chấm chấm. Trong Kiếm Minh. Lúc này Diệp Huyên vẫn còn đang bế quan tu luyện, còn chuyện bên ngoài thì hắn giao lại toàn bộ cho Kiếm Si cùng Lâm Tiêu. Khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng nghiên cứu thời gian duy độ. Bây giờ hắn đã có được thời gian duy độ của riêng mình, không thể không nói, thời gian duy độ này thật sự rất kỳ diệu. Thời gian. Hắn thử một lúc, bây giờ hắn đã có thể tách riêng ý thức ra khỏi thân thể và cả linh hồn, hắn có thể để ý thức của mình bỏ qua thân thể lẫn linh hồn để tiến vào trong thời gian duy độ của bản thân.
Quan trọng nhất là thời gian duy độ của hắn có thể áp chế được thời gian duy độ của mảnh thời không hiện tại. Khoảng chừng nửa tháng sau, Diệp Huyên gần như đã có thể nắm giữ được thời gian duy độ của bản thân, cảnh giới của hắn bây giờ coi như đã hoàn toàn vững chắc. Mà sau khi củng cố được cảnh giới, hắn liền đi đến một vùng tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, hắn xòe tay trái ra, một thanh trường kiếm có vỏ bọc xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên bỗng rút kiếm ra. Xoẹt. Một luồng kiếm quang phá không lao đi. Trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không liền nứt ra. 200 lần thuật rút kiếm chồng chéo. Hiện tại hắn đã có thể dễ dàng chồng chất được 200 lần thuật rút kiếm. Mà chiêu kiếm này trực tiếp xóa sổ đi vùng tinh vực tĩnh mịch trước mắt hắn. Ngay cả thời gian duy độ của tinh vực này cũng bị xóa sổ nốt. Diệp Huyên nhìn kiếm trong tay, bây giờ chiêu kiếm này của hắn đã có thể giết chết được cường giả đăng thiên cảnh. Thế nhưng muốn giết đối phương trong chớp mắt thì vẫn có chút khó. Vẫn chưa đủ, Diệp Huyên tiếp tục tu luyện, bây giờ hắn muốn đạt đến cực hạn của cảnh giới hiện tại. Hắn tin rằng nếu đạt được đến cực hạn, thuật rút kiếm của hắn chắc chắn sẽ giết được cường giả đăng thiên cảnh trong tích tắc. Dù sao đây cũng là thuật rút kiếm cha hắn dạy đấy. Không chỉ có thuật rút kiếm, hắn cũng bắt đầu sửa lại một chút chiêu nhất kiếm định sinh tử mà Thanh Nhi dạy. Lúc trước, vì cảnh giới lẫn trình độ kiếm đạo chưa đủ, nên hắn mới không thể đạt được đến khí thế giống của Thanh Nhi. Nhưng hiện tại hắn cảm giác bản thân đã có thể rồi. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên nhíu chặt mày lại, tại sao hắn không thử dung hợp thuật rút kiếm cùng nhất kiếm định sinh tử của Thanh Nhi lại nhỉ? Hoàn toàn có thể mà. Bởi vì hai loại kiếm kỹ này không hề xung đột nhau. Nghĩ đến đây, hắn liền làm thử. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Như thế nào là nhất kiếm định sinh tử? Đó chính là ta đã ra kiếm, ngươi nhất định phải chết. Chiêu kiếm này chủ yếu là dựa vào khí thế. Khí thế vô địch. Kiếm đã ra thì phải chết người. Không chết không thôi. Trong tinh vực đen kịt, Diệp Huyên cầm kiếm bằng tay phải, đứng lẳng lặng. Tinh vực xung quanh đã bị xóa sổ. Chỉ còn dư lại hư vô. Thời khắc này, trong đầu Diệp Huyên không ngừng nhớ lại cảnh tượng Thanh Nhi xuất kiếm. Thanh Nhi đã xuất kiếm như thế nào? Qua rất lâu, Diệp Huyên mới bỗng rút kiếm ra. Nháy mắt đó, một luồng kiếm thế cường đại chợt bộc phát ra từ cơ thể Diệp Huyên, mà nương theo chiêu kiếm của hắn, mảnh không gian hư vô trước mặt liền bắt đầu tan biến. Vật chất tan biến hoàn toàn. Tất cả đều quy về với Niết Bàn. Không chỉ đơn giản là xóa sổ nữa. Diệp Huyên nhìn kiếm trong tay, trong mắt ngập tràn sự hưng phấn. Có thể. Hai loại kiếm kỹ này thật sự có thể dung hợp với nhau. Hơn nữa uy lực còn tăng gấp bội. Kiếm kỹ này quá khủng bố. Diệp Huyên tự cảm nhận được sự kinh khủng đó, bởi vì hắn phát hiện, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không đỡ nổi một chiêu như này. Mà hắn chỉ mới thử nghiệm thôi, uy lực chiêu kiếm vừa rồi còn chưa là tất cả. Uy lực của nó còn có thể mạnh hơn nữa. Diệp Huyên vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trong lúc Diệp Huyên tu luyện, Kiếm Minh và Chư Thiên Phủ và cả Ngôn tộc đã triệu tập hết thảy cường giả đến, nhất là Kiếm Minh, phàm là kiếm tu Kiếm Minh, cơ bản đều trở lại đây hết. Mà Kiếm Minh hiện tại có 4 kiếm tu đăng thiên cảnh. Theo thứ tự là Kiếm Tuyệt, Kiếm Mộc, Kiếm Điên, Kiếm Hành. Trong một gian đại điện, nhóm Kiếm Tuyệt và Kiếm Si đã tề tựu đầy đủ. Tuy Kiếm Si không phải đăng thiên cảnh, nhưng nàng đã tiếp cận đăng thiên cảnh rồi, chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi. Kiếm Si nhìn về phía Kiếm Tuyệt, ông đã đến thượng cổ thiên giới rồi, nói một chút về họ đi. Kiếm Tuyệt gật đầu, có không ít đăng thiên cảnh. Kiếm Si trầm giọng hỏi, biết bọn họ cụ thể là cường giả nào không? Kiếm Tuyệt lắc đầu, không biết. Nghe vậy, Kiếm Si chau mày lại. Lúc này, Kiếm Niên đột nhiên nói, quan tâm làm gì, cứ đánh là được. Kiếm Si lắc đầu, thượng cổ thiên tộc này không hề đơn giản, chúng ta không thể xem thường được. Kiếm Niên cười nói, không phải là xem thường, chỉ là với tình hình bây giờ, ngoại trừ đánh nhau ra, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nói rồi,
Gã đứng dậy, ta đến thượng cổ thiên giới, giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nói xong, gã lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất trong đại điện. Kiếm Tuyệt cũng bỗng đứng dậy, ta cũng đi. Thế là ông cũng biến mất theo. Kiếm Hành ở một bên đột nhiên cười nói, chuyện giết người này sao thiếu mặt ta cho được. Nói xong, hắn ta cũng đứng dậy ngự kiếm bay lên. Trong điện chỉ còn lại Kiếm Mộc và Kiếm Si. Kiếm Si nhìn về phía Kiếm Mộc, lão cười nói, vậy ta cũng đi thôi. Nói rồi, lão cũng ngự kiếm bay đi mất. Kiếm Si khẽ thở dài. Mấy người này ai cũng nóng nảy. Thật ra nàng cũng muốn đi lắm. Nhưng nàng không thể không ở lại làm thủ lĩnh Kiếm Minh. Hiện tại Diệp Huyên đang bế quan, nếu nàng cũng rời đi thì Kiếm Minh sẽ như rắn mất đầu. Một lát sau, Kiếm Si đột nhiên nói, cho mời Lâm Thành Chủ cùng Ngôn Tộc Trưởng. Một lát sau, Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh tiến vào đại điện. Lâm Tiêu cười nói, Kiếm Si cô nương, vừa này nhóm Kiếm Tuyệt huynh làm gì vậy? Chấm. Kiếm Si đáp, đến thượng cổ thiên tộc. Nghe thế, Lâm Tiêu cùng Ngôn Chân Khanh nhíu mày lại, Lâm Tiêu lắc đầu nở nụ cười, đúng là bá đạo. Ông ta luôn cảm thấy Kiếm Minh này quá bá đạo. Đám kiếm tu này ai cũng là người thô bạo, chưa nói chưa rằng gì đã kéo nhau đi đánh đấm loạn lên. Chỉ cần ngươi chọc phải bọn họ cái gì cũng dám làm. Hơn nữa còn làm đến chết. Ông ta thậm chí còn hoài nghi có phải đám kiếm tu này cố tình gây hấn đánh nhau hay không nữa. Lâm Tiêu thôi không nghĩ nữa, ông ta nhìn Kiếm Si cô nương, ta vừa nhận được tin tức, thượng cổ thiên tộc đã ra lệnh truy nã. Chỉ cần ai giết được một người của Kiếm Minh sẽ nhận được ngay 100 viên vĩnh sinh nguyên tinh cấp thánh. Kiếm Si gật đầu, ta đã nhận được tin này. Lâm Tiêu cười nói, bọn họ hẳn là đang muốn chiêu mời cường giả đến đối phó với chúng ta. Kiếm Si hỏi, Lâm Thành Chủ có đối sách gì không? Lâm Tiêu lắc đầu, không có. Bởi vì so về tài lực thì mấy nhà chúng ta gộp lại cũng không bằng người ta. Hơn nữa cũng không cần phải làm thế. Bây giờ chúng ta không thiếu người, mà là thiếu cường giả đăng thiên cảnh. Chỉ có cường giả đăng thiên cảnh mới có thể quyết định được thắng bại cuối cùng. Tất nhiên, cường giả cấp dưới cũng quan trọng, nhưng nếu số cường giả đăng thiên cảnh không ngang nhau thì sẽ bị chèn ép ngay. Lúc này, Ngôn Chân Khanh bỗng nói, hai vị, ta có một cách. Cả hai cùng nhìn Ngôn Chân Khanh cười nói, việc này cũng dễ thôi, chỉ cần kiếm chủ xuất hiện. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Nghe vậy, hai người Kiếm Si đều lắc đầu. Lâm Tiêu cười nói, Ngôn huynh nói rất đúng, nhưng vấn đề hiện tại là không ai biết kiếm chủ đang ở đâu. Ngôn Chân Khanh khẽ nhíu mày, thiếu chủ cũng không biết à. Kiếm Si gật đầu, cậu ấy không biết. Ngôn Chân Khanh khẽ nói, vậy phải làm sao giờ? Kiếm Si đột nhiên đứng dậy, hai vị, bây giờ ta hỏi hai vị lần cuối. Hai vị có bằng lòng bảo vệ thiếu chủ không? Cho dù có là bị diệt tộc. Hai người đều im lặng. Cho dù là Lâm Tiêu hay Ngôn Chân Khanh, bọn họ đều vì vị kiếm chủ áo xanh kia nên mới giúp đỡ Diệp Huyên. Họ muốn nương nhờ vào chỗ dựa vững chắc này. Chỉ cần kiếm chủ xuất hiện, y có thể tiêu diệt hết thảy. Nhưng nếu y không xuất hiện, thì đồng nghĩa với việc họ sẽ phải dẫn dắt người của mình giao chiến đổ máu cùng thượng cổ thiên tộc. Sẽ phải chịu tổn thất thảm trọng, bởi vì thượng cổ thiên tộc cực kỳ mạnh. Kiếm Si cũng không nói gì thêm, khiến bốn phía rơi vào im lặng. Mặc kệ lựa chọn của Chư Thiên Thành và Ngôn Gia là gì, Kiếm Minh vẫn sẽ đứng về phía Diệp Huyên, cùng hắn vào sinh ra tử. Bởi nếu không có người áo xanh thì đã không có Kiếm Minh. Lâm Tiêu bỗng bật cười, Chư Thiên Phủ ta nếu đã lựa chọn đứng bên thiếu chủ thì tất nhiên sẽ theo đến cùng, cho dù có phải diệt tộc. Có hai nguyên nhân khiến ông ta đưa ra quyết định này. Thứ nhất, kiếm chủ áo xanh còn sống. Chỉ cần y còn sống, nếu Diệp Huyên gặp nguy hiểm đến tính mạng thì chẳng lẽ y lại không xuất hiện. Hắn là con ruột y mà. Lý do thứ hai, Chư Thiên Thành đã không còn lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ lại từ bỏ Diệp Huyên, gia nhập vào thượng cổ thiên tộc. Hiển nhiên là không thể nào. Chư Thiên Thành trước kia đã sát hại không ít cường giả thần cung và điện thiên hành, chẳng lẽ bây giờ lại bắt họ chứa chấp Chư Thiên Thành? Chưa kể hiện nay, thượng cổ thiên tộc có chấp nhận Chư Thiên Thành thì cũng chỉ sẽ lợi dụng họ,
khiến họ liều chết với kiếm minh. Vì vậy, Chư Thiên Phủ chỉ còn cách đi theo Diệp Huyên đến cùng. Nghe Lâm Tiêu nói vậy, Ngôn Chân Khanh cũng lên tiếng, Ngôn gia cũng sẽ ủng hộ thiếu chủ đến cùng, cho dù có gặp phải họa diệt tộc. Giống với Lâm Tiêu, Ngôn Chân Khanh đã không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đặt cược tất cả lên Diệp Huyên. Kiếm Si khẽ gật đầu, đã vậy, ngay bây giờ ta cần hai vị triệu tập toàn bộ cường giả trong mỗi tộc đến kiếm minh. Lâm Tiêu hỏi, quyết tử chiến một trận. Kiếm Si gật đầu, quyết tử chiến. Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cười khổ. Kiếm minh này thật sự là quá bá đạo. Không hợp nhau là lập tức liều mạng. Nhịp điệu thế này có phải quá nhanh rồi không? Kiếm Si bỗng đứng dậy, truyền lệnh cho tất cả kiếm tu tập trung. Lâm Tiêu, Kiếm Si cô nương định chủ động tấn công thượng cổ thiên giới ư? Kiếm Si gật đầu, chúng rể già mãi không đến, phiền chết đi được, chúng ta sẽ chủ động xuất kích. Lâm Tiêu cười khổ. Kiếm minh này cũng có phần biến thái nữa. Ngôn Chân Khanh bỗng hỏi, chỉ bằng chúng ta đợi thiếu chủ trước đã. Lâm Tiêu gật gù, đợi thiếu chủ xem. Kiếm Si nghĩ ngợi rồi nói, để ta đi gọi hắn. Sau đó nàng đã hóa thành kiếm quang, biến mất khỏi điện. Ngôn Chân Khanh lắc đầu cười đầy ái ngại, kiếm minh hành động nhanh quá, hơn nữa dường như còn không sợ chết. Lâm Tiêu gật đầu, ông ta cũng đã nhìn ra. Kiếm minh căn bản không sợ chết thật. Không chỉ vậy mà thật ra là họ chẳng sợ gì sất. Bọn họ không muốn gì khác. Trong đầu chỉ có đánh lộn mà thôi. Đúng là một lũ điên. Ngôn Chân Khanh thì thầm, chuẩn bị đi, át chủ bài gì đó cũng phải lấy ra hết, đánh một trận là xong. Lâm Tiêu cười, đánh một trận là xong. Sau đó hai người cũng rời đi. Chấm chấm chấm. Nơi nào đó trong vũ trụ, Diệp Huyên thu kiếm về, xoay người lại nhìn. Cách đó không xa, Kiếm Si đang từ tốn đi tới. Kiếm Si tu luyện xong chưa? Hắn cười, đã xong rồi. Kiếm Si, vậy thì đi. Nàng xoay người rời đi. Diệp Huyên ngẩn ra, vội hỏi, đi đâu? Kiếm Si, thượng cổ thiên giới. Diệp Huyên, tấn công ư? Kiếm Si gật đầu, chờ mãi mà chúng không đến, bực cả mình. Bọn Kiếm Mộc đã đi rồi, chúng ta cũng lên đường luôn. Diệp Huyên. Kiếm Si nhìn hắn, có vấn đề gì sao? Hắn lắc đầu, không có gì. Kiếm Si gật gù, vậy thì đi. Nàng xoay người rời đi. Diệp Huyên đi theo. Giữa đường, hắn hỏi, Kiếm Si, người có biết nhiều về thượng cổ thiên tộc không? Nàng lắc đầu, không biết gì cả. Diệp Huyên trợn mắt, không đi tìm hiểu sao? Kiếm Si liếc hắn, đánh trước tìm hiểu sau cũng không muộn. Diệp Huyên giơ ngón cái, ngầu. Không lâu sau, họ biến mất giữa tinh không. Trên không trung kiếm minh. Giờ phút này, nơi ấy đã có 409 kiếm tu tề tựu. Người thấp nhất cũng đã đạt đến vô biên cảnh. Ánh mắt họ sắc bén như kiếm, tản mát khí tức ác liệt của kiếm đạo. Trong đó có tầm 36 hư vô cảnh, còn lại thấp nhất đều đến vô biên cảnh. Một lực lượng vô cùng kinh khủng. Lâm Tiêu cũng mang các cường giả Chư Thiên Phủ đến, xuất hiện ở cách đấy không xa. Diệp Huyên nhìn sang, thấy ông ta dẫn đến hơn 400 người, trong đó có 5 đăng thiên cảnh, 49 hư vô cảnh, còn lại thấp nhất đều đến vô biên cảnh. Bên kia, Ngôn Chân Khanh cũng dẫn dắt các cường giả Ngôn gia chạy đến. Bọn họ ít hơn, chỉ có 320 người, đăng thiên cảnh chỉ có 4. Lâm Tiêu mỉm cười, nói với Diệp Huyên, thiếu chủ, chúng ta trực tiếp khai chiến chứ. Hắn gật đầu, đi, vào là đánh luôn. Nói xong, hắn đã ngự kiếm bay lên. Các cường giả có mặt đồng thời phóng vút lên cao. Ngày hôm ấy, toàn bộ Chư Thiên Thành lâm vào khiếp sợ. Không lâu sau khi Diệp Huyên rời đi, từ một gian đại điện của kiếm minh, có một cô gái bước ra. Cô gái này chính là Mộ Niệm Niệm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên chân trời, nhắm mắt lại. Không gian bốn phía nàng chấn động. Hồi lâu sau, Mộ Niệm Niệm cong môi mỉm cười khi nhìn thấy thời gian duy độ xuất hiện trước mặt mình. Đây là thời gian duy độ thuộc về riêng nàng. Nàng đã đạt đến đăng thiên cảnh. Mộ Niệm Niệm vươn tay ra. Chỉ trong chớp mắt,
thời gian duy độ đã ngưng tụ lại thành một thanh kiếm. Nếu có người ở đây ắt hẳn phải khiếp sợ vô cùng. Thực chất hóa thời gian duy độ, năng lực này đã vượt xa đăng thiên cảnh. Sau đó, Mộ Niệm Niệm nhẹ nhàng vung tay, chớp mắt một cái, đã có hơn 10 dòng thời gian duy độ xuất hiện trước mặt nàng, rồi chúng lại hóa thành 10 thanh kiếm. Dùng thời gian duy độ làm kiếm. Lúc này, có một giọng nói truyền đến, người đã vượt qua đăng thiên cảnh. Mộ Niệm Niệm quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái áo trắng đứng gần đó. Đồ! Mộ Niệm Niệm cười, người có biết vì sao cô gái váy trắng lại mạnh đến vậy không? Đồ chỉ liếc nhìn nàng, không nói gì. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, ta đã hiểu được đôi chút. Đồ, nói nghe xem. Mộ Niệm Niệm, mọi người đều cho rằng nàng ấy không có cảnh giới, thật ra họ đều sai rồi. Đồ nhíu mày, có ý gì? Mộ Niệm Niệm cười, nếu ta đoán không sai thì nàng ấy đã đạt đến cảnh giới tối cao trong quy tắc, sau đó đột phá khỏi quy tắc, lại còn sáng tạo thêm quy tắc, sau đó lại phá vỡ. Nàng vừa dứt lời, có một cô gái váy trắng bỗng dừng bước giữa vũ trụ. Nàng ấy đứng lại, tựa như đang lắng nghe. Ở Kiếm Minh, Mộ Niệm Niệm tiếp tục nói, nàng ấy đã vượt qua mọi quy tắc hiện hữu, cũng có nghĩa là vượt qua hệ thống cảnh giới hiện có. Không chỉ vậy, nàng còn lật đổ nó, sau đó sáng tạo ra hệ thống cảnh giới hoàn toàn mới. Đồ, làm sao có thể khẳng định? Mộ Niệm Niệm cười, người giải thích được vô địch kiếm thể của Diệp Huyên không? Vô địch kiếm thể. Đồ nghe vậy thì nhíu mày. Nàng ấy biết kiếm thể của Diệp Huyên có thể hấp thu kiếm. Nhưng lại không biết vì sao. Mộ Niệm Niệm lại nói, ta từng nghiên cứu về vấn đề này nhưng không thu hoạch được gì, hiện nay lại có chút hiểu biết. Vô địch kiếm thể mà nàng ấy cho Diệp Huyên thật ra chính là một hệ thống tu luyện mới, vượt xa những cảnh giới hiện có. Nếu ta đoán không sai, nó không phải vô địch kiếm thể, mà là vô địch thể. Đồ cau mày, vô địch thể. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nếu đã có thể hấp thu kiếm thì sao không thể hấp thu thứ khác? Đồ im lặng, Mộ Niệm Niệm tiếp lời, đây vẫn chưa là trọng điểm. Quan trọng ở chỗ nàng ấy đã phá vỡ hệ thống cảnh giới do mình sáng tạo ra, đạt đến một tầm cao mới. Nàng nhìn vào trong lòng vũ trụ, nếu ta đoán không lầm thì nàng ấy tất nhiên có cảnh giới, nhưng mà là đến tận hai loại. Đồ, hai loại nào? Mộ Niệm Niệm cười, có và không? Có, tức là nàng ấy đã sáng tạo ra một đại đạo khác, còn không, là vì nàng đã phá vỡ những gì mình tạo ra. Đồng tử nàng bỗng co lại, ta biết rồi, nàng ấy đang tự xem mình là đối thủ, đang tự chơi đùa với bản thân mình. Nàng ấy lấy chính mình làm đối thủ. Trong vũ trụ xa xôi, cô gái váy trắng quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua vô số thời gian duy độ. Sau đó nàng ấy thu tầm mắt về, thì thầm, xuất sắc. Nói xong, nàng ấy tiếp tục bước đi về trước, được hai bước lại thêm vào, còn thiếu một chút. Dứt lời, nàng đã biến mất. Có thể thấy, suy đoán của Mộ Niệm Niệm cũng không phải hoàn toàn đúng. Chấm chấm chấm. Tại Kiếm Minh, Mộ Niệm Niệm bỗng không nói gì nữa. Đồ cũng im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt sàn lát đá xanh, không biết đang suy nghĩ gì. Sắc mặt Mộ Niệm Niệm bỗng trở nên nghiêm túc. Nàng đang có một suy đoán cực kỳ táo bạo. Hiện nay ai là người mạnh nhất vũ trụ này? Cô gái váy trắng, người đàn ông áo xanh, kiếm tu. Trực giác nói cho nàng biết, cô gái váy trắng muốn giết hai người còn lại. Nhưng trước mắt lại không thể. Vì còn có Diệp Huyên. Nếu nàng ấy giết người đàn ông áo xanh và kiếm tu thì có thể sẽ phải dùng mạng đổi mạng, khi ấy Diệp Huyên là người thảm nhất. Mà ba người kia đều có chung một suy nghĩ, hoặc giết người kia, hoặc bị người kia giết. Bọn họ đều là những người vô địch thế gian, đều muốn được chết, không đánh với nhau thì ai đánh được họ. Rồi sẽ có ngày trận chiến nổ ra. Nhưng vì Diệp Huyên mà bọn họ lại không ra tay. Bởi một khi họ đánh nhau thật thì hắn biết làm thế nào. Nhất là khi hắn còn hay gặp phải những kẻ địch không bình thường. Vì vậy, họ sẽ không làm gì hai người kia trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành. Hoặc đến khi xuất hiện một kẻ địch càng mạnh hơn, bằng không, rồi sẽ có ngày họ ra tay với nhau. Càng nghe, sắc mặt Mộ Niệm Niệm càng trở nên nghiêm trọng.
nàng thật lòng hy vọng rằng suy đoán của mình là sai. Thiên Diệp chợt bật cười, đúng là thú vị. Lần đầu tiên có kẻ muốn tấn công thượng cổ thiên tộc ta. Thú vị thật, ha ha. Thiên Quân hỏi, có nên điều quân thiên sách không? Thiên Diệp lắc đầu, chưa cần. Đúng lúc này, nhóm kiếm mộc ở chân trời bỗng dừng tay, sau đó hóa thành bốn tia kiếm quang tụ tập lại một nơi. Họ đồng thời xoay người, đưa kiếm trong tay để sát vào trán, dùng tay trái kết kiếm quyết. Uỳnh 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 uỳnh. Bốn luồng kiếm thể cực kỳ hùng mạnh ùa ra từ cơ thể họ, cuốn đi khắp bốn phương tám hướng. Thiên Quân biến sắc kịch liệt, rút lui mau. Nhưng khi bảy cường giả đăng thiên cảnh ở chân trời chuẩn bị rút đi thì bốn kiếm tu kia lại bước lên trước một bước chạm. Họ đồng thời xuất kiếm. Bốn tia kiếm quang lóe lên như sấm nổ, chém thẳng về phía cường giả đăng thiên cảnh đứng ở trước nhất của thượng cổ thiên tộc. Tên này biến sắc, chưa kịp lùi lại thì đã bị bốn kiếm thế mạnh mẽ bao trùm. Không còn đường lui. Thời khắc sinh tử, gã chỉ có thể phòng thủ bị động. Gã nắm tay lại, ngưng tụ thành năm dòng thời gian duy độ trước mặt, tạo thành một lá chắn. Nhưng bốn tia kiếm quang kia lại hội tụ thành một. Trước ánh mắt của vô số người, lá chắn thời gian duy độ trước mặt cường giả thượng cổ thiên tộc kia hóa thành hư vô, ngay cả bản thân gã cũng không thoát khỏi. Kiếm khí kia không tan đi mà ầm ầm lao về phía thượng cổ thần điện bên dưới. Nó đi đến đâu, không gì cản nổi. Nếu chủ điện của thượng cổ thiên tộc bị hủy thì khác gì trò hề cho người khác cười thỏa thuê. Một lão già bỗng xuất hiện trên đỉnh thượng cổ thần điện, trong mắt mang theo vẻ dữ tợn. Lão ta bước lên một bước, dùng tay phải làm động tác đè xuống, nộ uy bất động. Chỉ trong nhảy mắt, một dòng thời gian duy độ dài cả nghìn trượng xuất hiện chắn trước mặt lão ta, ngay lúc kiếm quang chém tới. Uỳnh! Chân trời chấn động kịch liệt khi thời gian duy độ nuốt chửng kiếm quang. Các cường giả thượng cổ thiên tộc thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. May mà chặn lại được. Bằng không thì thể diện thượng cổ thiên tộc gặp nguy rồi. Nào ngờ kiếm mộc ở nơi xa lại hô lên, hợp nhất. Vừa dứt lời, bốn người họ đã hóa thành bốn tia kiếm quang biến mất tại chỗ. Xoẹt 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 xoẹt. Kiếm quang lóe lên, chém thẳng vào thời gian duy độ. Dưới ánh mắt người khác, thời gian duy độ trước mặt lão già sụp đổ từng tấc một. Cường giả thượng cổ thiên tộc thấy vậy thì kinh hãi không thôi. Lão già kia lại càng biến sắc, đang muốn chạy trốn thì bốn tia kiếm quang như nhảy xuyên qua thời không mà chém thẳng vào trước mặt lão. Xoẹt 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 xoẹt. Chỉ trong một thoáng, lão già đã bị kiếm quang phanh thây. Giết trong nháy mắt. Cùng lúc ấy, bốn tia kiếm quang lại lao vào thượng cổ thần điện. Dầm. Ngôi điện đã tồn tại mấy trăm nghìn năm qua sụp xuống trong âm thanh điếc tai. Những cường giả thượng cổ thiên tộc cũng không biết phải làm gì. Sắc mặt Thiên Diệp đã có phần xấu xí. Kiếm điên ở xa bật cười to, thượng cổ thiên tộc các ngươi chỉ có thế thôi ư. Kiếm mộc nhìn sang, khiêm tốn chút, trừ mặt mũi lại cho chúng đi. Đã giết người thì đừng chà đạp tinh thần, bằng không thì ác lắm. Kiếm điên cười ha hả, lão già kiếm mộc ông cũng thâm độc lắm. Kiếm Tuyệt xốc hộp kiếm sau lưng lại, nhìn Thiên Diệp, các hạ hẳn là tộc trưởng thượng cổ thiên tộc. Thiên Diệp cười, phải. Kiếm Tuyệt, ngươi muốn đấu một mình hay giáp lá cà? Một mình thì ngươi chọn đại trong bốn chúng ta, giáp lá cà thì toàn bộ cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc ngươi có thể cùng nhào lên. Cùng nhào lên. Bá đạo. Sắc mặt các cường giả thượng cổ thiên tộc trở nên khó coi vô cùng. Nhưng Thiên Diệp lại bật cười. Bên cạnh kiếm tu, kiếm niên quay sang hỏi kiếm mộc, y cười cái gì vậy? Kiếm mộc nghĩ ngợi rồi nói, đang làm màu đấy. Kiếm niên tròn mắt, làm màu kiểu gì? Kiếm mộc nhìn Thiên Diệp, theo kinh nghiệm nhiều năm của lão phu, y là một kẻ thích làm bộ làm tịch, còn làm thế nào thì người nghe y nói xem. Thiên Diệp cười to, tất cả cùng nhào lên. Nực cười. Đúng là nực cười, ha ha. Kiếm điên nhìn kiếm mộc, đây là đang làm màu à? Kiếm mộc lắc đầu, ta sai rồi. Y không làm màu, y ngu thật. Kiếm điên chần chừ một hồi rồi nói, ông tốt xấu gì cũng là kiếm tu đăng thiên cảnh, văn minh chút đi. Kiếm mộc nhàn nhạt nói, ta đã rất lịch sự rồi.
Kiếm Niên tò mò, thế không lịch sự thì thế nào? Kiếm Mộc lập tức cao giọng mắng chửi Thiên Diệp, trăng mờ tỏ đêm u tối, tao với mẹ mày chui vào bụi cỏ, móc ra. Dừng. Kiếm Niên ngắt lời lão, được rồi, đừng nói nữa, thế này nghe tục tằng quá. Kiếm Mộc lạnh nhạt đáp, là ngươi bảo ta nói. Kiếm Niên nghiêm mặt, ta đánh giá thấp độ văn minh của ông rồi. Lúc này, Kiếm Hành nãy giờ vẫn im lặng bỗng tò mò hỏi, lão Mộc ông định móc ra cái gì? Kiếm Mộc. Ánh mắt của toàn bộ cường giả thượng cổ thiên tộc đều đổ dồn vào nhóm người Kiếm Mộc. Phách lối. Bốn tên kiếm tu này quá sức ngạo mạn rồi. Bên dưới, Thiên Diệp bỗng nói với Kiếm Mộc, các ngươi muốn đấu riêng lẻ chứ gì? Xuống đây, ta đánh với ngươi. Hiển nhiên y đã bị những lời vừa rồi của lão chọc giận. Ở chân trời, Kiếm Tuyệt hỏi Kiếm Mộc, có vấn đề gì không? Lão cười to, có thể có vấn đề gì chứ? Dứt lời, lão đã hóa thành kiếm quang lao vụt xuống. Một tia khinh thường lóe lên trong mắt, Thiên Diệp cũng lao vút lên. Ầm. Kiếm quang chói lòa bùng nổ trên bầu trời thượng cổ thiên tộc. Kiếm Mộc bị đẩy lui đi hơn vạn trượng. Lần đầu giao tranh, lão rơi xuống thế hạ phong. Kiếm Tuyệt liếc nhìn Thiên Diệp, thế nào? Kiếm Niên đáp, đăng thiên cảnh đỉnh cao. Kiếm Tuyệt nhìn khắp bốn phía, quanh đây có rất nhiều khí tức bí ẩn, chuẩn bị sẵn sàng đi. Kiếm Niên gật đầu. Kiếm Hành bỗng nói, Kiếm Si và thiếu chủ đến. Kiếm Tuyệt cau mày, đến thượng cổ thiên giới ư? Kiếm Hành gật đầu. Kiếm Tuyệt, Kiếm Hành, người đi đón họ. Kiếm Hành gật đầu rồi hóa thành kiếm quang biến mất ở phương xa. Càng lúc càng có nhiều khí tức hùng hậu ập đến bao quanh. Kiếm Niên nhìn khắp bốn phía, ít nhất 15 đăng thiên cảnh. Kiếm Tuyệt, một chọi ba, ý kiến gì không? Kiếm Niên, dư lại ba tên thì sao? Kiếm Tuyệt nghĩ ngợi một hồi rồi nói, để đó cho ta. Kiếm Niên lắc đầu, không, bao nhiêu chỗ tốt đó sao có thể để mình ngươi độc chiếm được? Chia hai tên qua đây. Kiếm Tuyệt nhìn gã, hay ta nhường ngươi cả ba? Kiếm Niên trợn mắt, ngươi vừa nói gì? Kiếm Tuyệt, nhường ngươi cả ba. Kiếm Niên, câu trước đó. Kiếm Tuyệt, ba tên đó để ta. Kiếm Niên gật đầu, được. Kiếm Tuyệt. Chấm chấm chấm. Khi dẫn theo đoàn người đến trước thượng cổ thiên giới, Diệp Huyên bị chặn đường. Bởi một người thiếu niên. Người này trông chỉ tầm 20 tuổi, khoác áo gấm sa hoa, bên hông dắt một thanh kiếm. Rõ ràng là một kiếm tu. Thiếu niên cười với họ, các vị muốn tiến vào thượng cổ thiên giới sao? Diệp Huyên, ngươi là người của thượng cổ thiên tộc. Thiếu niên, vị này là thiếu chủ Diệp Huyên. Diệp Huyên vẫn hỏi, ngươi có phải là người của thượng cổ thiên tộc? Hai người chẳng ai trả lời ai. Thiếu niên nói, ta là Trần Huyền Chi, đệ tử nội môn của Thượng Cổ Thiên Tông. Thượng Cổ Thiên Tông. Diệp Huyên cười, ra là Trần Huynh. Chúng ta có việc đến Thượng Cổ Thiên Tộc, phiền Trần Huynh nhường đường. Trần Huyền Chi cười, e rằng không được. Diệp Huyên, vì sao chứ? Trần Huyền Chi cong môi, Diệp Huynh có điều không biết. Thượng Cổ Thiên Giới không cho phép người ngoài tiến vào, xin đừng khiến ta khó xử. Diệp Huyên lại hỏi, Thượng Cổ Thiên Tông lựa chọn về phe Thượng Cổ Thiên Tộc rồi sao? Trần Huyền Chi lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là một đệ tử nội môn có chức trách trấn thủ nơi này, không để người ngoài tiến vào. Diệp Huyên cười, ta không muốn đối đầu cùng Thượng Cổ Thiên Tông, xin nhường đường. Trần Huyền Chi, Diệp Huynh đừng khiến ta khó xử. Diệp Huyên quắc mắt, nếu ta cứ muốn đi vào. Trần Huyền Chi nhún vai. Diệp Huynh có gan thì bước qua xác ta đi. Diệp Huyên bất thình lình rút kiếm. Xoẹt. Trần Huyền Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã đầu lìa khỏi cổ. Xiết trong nháy mắt. Diệp Huyên đi đến nhìn thi thể Trần Huyền Chi, như ngươi mong muốn. Sau đó hắn đi tiếp. Lâm Tiêu nói với người Lâm ra phía sau, thấy chưa? Yếu thì đừng có làm màu, bằng không thì thành kẻ đần ngay. Người Lâm ra. Bọn họ nhanh chóng tiến vào thượng cổ thiên giới. Vào khoảnh khắc đặt chân vào, đã có một lão già xuất hiện trước mặt họ. Lão nhìn Diệp Huyên, Diệp Thiếu, uy phong lớn lắm.
Diệp Huyên chỉ cười, các hạ hẳn là tiền bối của Thượng Cổ Thiên Tông. Lão già nhìn hắn chòng chọc, Diệp Thiếu chỉ nghe vài câu không bùi tai đã giết người, thật sự không xứng với cái uy ấy. Diệp Huyên, kiếm minh ta chỉ đối đầu với Thượng Cổ Thiên Tộc. Ánh mắt lão già lạnh buốt, nhưng Diệp Thiếu giết người của Thượng Cổ Thiên Tông. Chúng ta muốn có một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Huyên phì cười, muốn trả lời chứ gì? Được, ta trả lời cho ông hay. Sau đó hắn nói với nhóm kiếm sĩ ở sau, đến Thượng Cổ Thiên Tông. Đến Thượng Cổ Thiên Tông. Lão già nghe vậy thì sửng sốt. Kiếm sĩ hỏi Diệp Huyên, chắc chứ? Hắn cười, chúng ta không tự tìm phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Hắn nhìn lão già, ông muốn ta trả lời thỏa đáng, vậy được. Từ giờ trở đi, kiếm minh ta tuyên bố khai chiến với Thượng Cổ Thiên Tông. Tất cả nghe lệnh, đến Thượng Cổ Thiên Tông. Hắn vừa dứt lời, cả đám đã quay đầu chạy về phía Thượng Cổ Thiên Tông. Để lại lão già sắc mặt xấu xí vô cùng. Bà mẹ nó, thằng này điên rồi hay gì? Kiếm minh bọn bây đánh nhau thay cơm hả? Hở chút là khai chiến. Diệp Huyên không nói đùa mà thật sự dẫn dắt mọi người chạy thẳng đến Thượng Cổ Thiên Tông. Lão già tỏ ra luống cuống tay chân. Thượng Cổ Thiên Tông không sợ kiếm minh, nhưng cũng không muốn khai chiến với kiếm minh vào lúc này. Bằng không Thượng Cổ Thiên Tộc lại chẳng vui muốn chết. Đúng lúc này, có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cả nhóm. Lão già thấy người này thì vội vàng nghênh đón, tông chủ. Người này chính là tông chủ Thượng Cổ Thiên Tông Mạc Thanh Nhiên. Mạc Thanh Nhiên cười nói, Diệp Thiếu, chuyện này chỉ là một hiểu lầm. Diệp Huyên mỉm cười đáp lễ, ta lại không nghĩ vậy. Ta tin đệ tử nội môn Thượng Cổ Thiên Tông các vị tuyệt đối không ngu xuẩn đến thế, ta cho rằng hắn đã được quý tông bày mưu đặt kế từ trước, hoặc bị kẻ khác lợi dụng để châm ngòi mâu thuẫn giữa kiếm minh và Thượng Cổ Thiên Tông. Nếu là cái trước thì các hạ không cần phải chơi những trò này, muốn đánh thì kiếm minh chúng ta phụng bồi đến cùng. Nếu là cái sau, thì các hạ hãy điều tra cho kỹ. Hắn đánh mắt nhìn lão già, cả người này nữa. Sắc mặt lão ta trở nên xấu xí. Mạc Thanh Nhiên cười cười, Diệp công tử, Thượng Cổ Thiên Tông ta trước mắt không có ý định nhúng tay vào việc giữa các ngươi và Thượng Cổ Thiên Tộc. Trước mắt. Diệp Huyên, ta hiểu rồi. Nếu chỉ là hiểu lầm thì chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn cầm đầu dẫn nhóm kiếm sĩ rời đi. Mạc Thanh Nhiên không ngăn cản. Cạnh ông ta, lão già kia thì thầm, tông chủ, Diệp Huyên này quá ngạo mạn, hắn. Nào ngờ Mạc Thanh Nhiên quay qua giáng cho lão một cái tát. Chát! Lão già còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị tát vỡ thân xác. Lão hốt hoảng vô cùng. Mạc Thanh Nhiên, Trần Huyền Chi ngu thì thôi, đến ngươi cũng ngu theo là thế nào? Lão già không dám hó hé. Mạc Thanh Nhiên nhìn về phương xa, Thượng Cổ Thiên Tông không sợ kiếm minh, nhưng ngươi nói xem vì sao chúng ta phải đối đầu họ. Nói ta nghe xem vì sao. Lão già do dự một hồi rồi đáp, hắn giết người của chúng ta. Mạc Thanh Nhiên gầm lên, đồ ngủ. Vì sao hắn lại giết? Vì người bên ta cố tình chọc giận hắn. Trần Huyền Chi đã ngu rồi. Ngươi cũng ngu theo sao? Dẹp cái thói kiêu ngạo của ngươi đi, đừng cho rằng thế lực bên ngoài Thượng Cổ Thiên Tông đều dễ bị ức hiếp. Mở con mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ, xem kiếm minh này có dễ chọc không? Lão già im ri. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.